Bộ phim mới với sự tham gia của Trương Tịnh Nghi có tên là Tiểu thuyết cùng tên Tích Hoa Chỉ đã được phát sóng. Nữ chính Hoa Chỉ từ thời hiện đại xuyên không đến đây, may mắn trở thành cháu gái đích tôn của thái thú đương triều. Mang theo ký ức của thời hiện đại, Hoa Chỉ chỉ muốn sống một cuộc sống giàu có và yên bình như một người của thời cổ đại. Tuy nhiên, ngay từ đầu cô đã gặp phải họa lớn khi hoàng đế ra lệnh tịch thu tài sản và mọi nam nhân trong gia đình đều bị lưu đày, trong khi những nữ nhân trong các phòng khác đều là những người rất khéo léo và xảo quyệt. Tòa lâu đài sắp đổ trong chốc lát, Hoa Chỉ không còn cách nào khác phải tự mình đứng ra tìm con đường sống cho gia đình Hoa. Ta sẽ bảo vệ anh ấy, đây là lần đầu tiên cô gặp Cố Yến Tích, con trai của một quý tộc. Không lâu trước đó, Hoa Chỉ nhân lúc bà và các phu nhân đi nghe kịch đã lén rời khỏi nhà họ Hoa để đến chợ lấy đồ đồng mà mình đã đặt làm. Không ngờ lại tình cờ gặp phải quan chức của Thất Tú Ti đang điều tra vụ án. Thất Tú Ti, với thái độ ngang ngược và hống hách vì làm việc cho hoàng đế, khi nhìn thấy bản thiết kế trong cửa hàng đồ đồng mà họ không hiểu, lập tức chặn xe ngựa của Hoa Chỉ định rời đi. Quản gia, Trung Thúc, thấy xe ngựa bị chặn liền cúi đầu nói, trong xe là tiểu thư của ta, còn trong cung, không tiện lộ diện. Quan lại lập tức hiện ra biển hiệu của mình, bày tỏ ngay cả nếu là quý phi hoặc hoàng tử đến đây, ông ta cũng phải kiểm tra. Xin hỏi mọi người, theo điều 537 của luật pháp Đại Thanh, ta đã vi phạm điều nào khiến mọi người phải làm lớn chuyện, bắt người giữa phố? Làm việc này lâu như vậy, quan lại vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám nói về luật pháp với Thất Tú Ti. Bức vẽ này có phải do cô vẽ không? Chuyển giao những vật kỳ quái này một cách bí mật. Có thể không phải là mưu đồ bất chính, cũng không thể biết được liệu có ý định nổi loạn hay không. Ngươi không biết sao không hỏi ta, lại đến đây liệt kê tội danh. Không phải, không phải, hãy xuống đây, xuống đây. Hoa Chỉ đang muốn xuống xe ngựa để đối đầu với người của Thất Tú Ti, nhưng bị một vị công tử giữ lại bức mảnh. Nương tử đừng sợ, ta sẽ ra mặt tranh luận với họ. Hôm nay thật không biết xấu hổ, ép buộc một cô gái trong cung không được phép lộ mặt ra phố. Kẻ liều lĩnh này ở đâu ra vậy, e là sẽ rước họa vào thân mất. Công tử kia là đại lang quân Thẩm gia của Thái phủ Tự Khanh, Thẩm Kỳ. Sau khi tự báo ra thế, quan lại vẫn không hề sợ hãi, trực tiếp chỉ thị đưa Thẩm Kỳ ra ngoài. Hoa Chỉ cũng không ngờ rằng công tử đứng ra bảo vệ mình lại chính là Thẩm Kỳ, người ngày mai sẽ đến cầu hôn mình. Thẩm Kỳ bị đưa ra ngoài, mất hết mặt mũi, không ngờ dưới chân thiên tử lại không thể nói lý. Hôm nay, các người muốn làm nhục nương tử này, trừ khi bước qua xác của ta. Khi Thẩm Kỳ sắp chạm vào đầu lưỡi dao, một bàn tay mạnh mẽ đã trực tiếp bảo vệ anh ta phía sau. Anh ta nhặt bản vẽ lên và tuyên bố đó là đồng hồ đo gió, một dụng cụ dùng để khảo sát khí hậu. Khi thấy đồ vật thực tế, quan lại biết mình đã sai, không còn cớ gì để khó dễ Hoa Chỉ trong xe nữa, nhưng lại đặt ý đồ lên người Cố Yến Tích. Khi thấy đối phương mang theo bảo kiếm, họ nghi ngờ việc tự mình đúc vũ khí là gián điệp, dự định đưa Cố Yến Tích về Thất Tú Ti. Dừng tay, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ anh ta sao? Đi thôi, ta sẽ bảo vệ anh ta. Hoa Chỉ vội vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ ra rằng trên người lang quân có vết thương do lạnh, có thể thấy anh ta đến từ phía bắc cực kỳ lạnh lẽo. Ngoan cái có trai, hõm tay có sẹo, tất cả đều chứng minh Cố Yến Tích đến từ bắc địa của Đại Thanh chứ không phải từ đất nước địch. Không, tiểu nương tử, cô là ai vậy? Thấy vậy, chỉ một ánh mắt của Hoa Chỉ, Trung Thúc liền treo đèn biểu tượng của nhà họ Hoa lên đầu xe, từ đó mới biết Hoa Chỉ là cháu gái đích tôn của thái thú đương triều. Quan lại lập tức mỉm cười xin lỗi. Khi Thẩm Kỳ thấy hôn thê sắp cưới của mình vô cùng xinh đẹp, anh ta càng thêm vui mừng. Sau khi chia tay với Hoa Chỉ, Cố Yến Tích trực tiếp đến hoàng cung. Hoàng bá bá, Yến Tích, hóa ra anh ta là thế tử của triều Đại Thanh, hoàng đế rất nhớ anh ta và bảo anh ta theo mình đến dự phiên họp triều đình. Tại phiên họp, hai hoàng tử vì chuyện lập thái tử mà âm mưu chống đối nhau. Hoàng đế trách móc thái thú vì sao lần này không hề phát biểu về việc lập thái tử cũng như vụ án tự đúc vũ khí của Thất Tú Ti. Thái thú Hoa dũng cảm phát biểu, Thất Tú Ti coi thường pháp luật, tự ý xử phạt và giết người. Vị trí thái tử chưa được quyết định, các hoàng tử tranh đấu không ngừng, các quan lại bè phái chia rẽ, mỗi người một phe. Ông khuyên hoàng đế nên sớm quyết định người kế vị. Có vẻ như không có gì là Hoa Ngật chính ngươi không dám nói, quốc họ Đại Thanh là Cố, không phải Hoa. Hoàng đế tức giận lập tức ra lệnh tịch thu tài sản và lưu đày toàn bộ gia đình thái thú ra biên giới. Sau đó, hoàng đế triệu tập sứ giả của Thất Tú Ti, Tề Như Hải, vào cung. Ông ta báo cáo với hoàng đế rằng thế tử Cố Yến Tích chính là người chủ mưu đằng sau vụ án tự đúc vũ khí. Cố Yến Tích, người đang ẩn nấp và nghe lén, bất ngờ. Anh quay đầu nhìn về phía hoàng đế và nói, sau khi trình bày bằng chứng về việc Cố Yến Tích cấu kết với kẻ phản loạn và trao đổi thư từ bí mật cho hoàng đế ngay lập tức ra lệnh công khai đánh đập Tề Như Hải. Ta sẽ hỏi ngươi một lần nữa, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án đúc tiền riêng là ai? Thái tử, Cố Yến Tích, rất tốt, rõ ràng là ám chỉ tội lỗi. Tiếp tục đánh, đánh cho đến khi trời sáng Tề Như Hải chết vì bị đánh. Chỉ sau đó hoàng đế mới nói với mọi người rằng chữ viết của thái tử được chính mình dạy từ khi còn nhỏ và chữ viết trên lá thư rõ ràng là bị bắt trước để vu khống thái tử. Sau khi gửi mọi người đi, hoàng đế nhìn Yến Tích, bá phụ đã trả thù cho ngươi.
không có hoàng tử nào bằng Yến Tích. Để xóa bỏ nghi ngờ của hoàng đế, cô Yến Tích trực tiếp rút ra một con dao. Ta nghe nói rằng những người bị hủy hoại dung mạo không thể được thiết lập làm hoàng tử. Hôm nay, ta sẵn lòng sử dụng con dao này để biểu thị ý chí của tất cả quan chức và thần dân. Yến Tích, ngươi làm như vậy làm gì? Chẳng lẽ chú ngươi vẫn không tin tưởng ngươi sao? Lệnh khám xét nhà, xử tử những kẻ ẩn nấp tại chỗ, đưa đi. Ta hành động theo chỉ thị của hoàng thất, làm sao một kẻ trẻ tuổi dám hành động bất cần? Gia đình từng phồn thịnh và nổi tiếng, chỉ vì trưởng gia đình nói thẳng không kiêng dè tại triều đình, khiến hoàng đế nổi giận và ra lệnh khám xét nhà. Đại tiểu thư, Hoa Chỉ, thấy lính đầy sân, đoán rằng chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với ông nội mình, vì thế cô vội vàng chạy đến thư viện thu thập tác phẩm và thư từ của ông nội. Khi vừa định rời đi, cô thấy lính đi từ bên ngoài cửa vào. Cô vội vàng chạy lên lầu và cô Yến Tích đi lên lầu và ngay lập tức nhìn thấy cô, tránh ra, đừng cản đường. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô Yến Tích nhận ra cô ấy là người phụ nữ hôm qua muốn đứng ra bảo lãnh cho mình nên không đã khó dễ gì cô ấy. Sau khi xuống lầu, tất cả những người phụ nữ và người hầu trong nhà họ Hoa đã bị giữ lại trong sân, theo quy định. Nam nhân trong nhà họ Hoa từ 10 tuổi trở lên phải bị lưu đày hết, em trai của Hoa Chỉ vì mới chỉ 9 tuổi nên đã thoát nạn. Thấy vậy, Tam phu nhân lập tức nói dối rằng con trai mình cũng chưa đến 10 tuổi, nhưng kết quả lại bị quản gia phản bội. Nhìn thấy con trai 10 tuổi của mình bị lôi đi từ tay mình, Tam phu nhân khôn khéo đã khóc lóc thảm thiết. Còn Tứ phu nhân, người vợ đồng lòng với chồng, cũng đã nói lời tạm biệt với chồng mình trong nước mắt. Cô Yến Tích cho các bà vợ một phút để thu dọn đồ đạc và chuyển ra khỏi nhà. Nhìn về phía Hoa Chỉ, anh ta từ tâm đã để lại 2 chiếc xe ngựa để chở đồ cho gia đình họ Hoa. Sau khi quân lính rời đi, bà lão chủ nhà ra lệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý và theo bà ta đến nơi ở mới cách phía đông thành 5 dặm. Đó là nơi được hoàng hậu ban cho, vì thế không bị kiểm soát. Tuy nhiên, ngôi nhà sụp đổ trong chớp mắt, những người hầu trong nhà vì vàng bạc tài sản mà đánh nhau đến đầu bể máu. Châu Di Nương, bà thật là gan lớn, Tam phu nhân không thể ngăn cản, đứng dậy quay về phòng, lấy ra giấy tờ nhà đất và tiền bạc cất giấu dưới giường. Nhị phu nhân, người mà trong lòng chỉ nghĩ đến con trai, khi đi cũng chỉ mang theo đồ đạc của con trai. Đại phu nhân thì khóa cửa phòng lại không cho người hầu vào. Hoa Chỉ vội vã đến nghe thấy tiếng động trong phòng, lập tức đẩy cửa xông vào, phát hiện mẹ mình treo cổ không thành. Chồng ta đã bị bắt đi, làm sao ta có thể sống một mình được? Hoa Chỉ nói lớn với mẹ, nếu cha thực sự tốt với mẹ, sao lại để mẹ không hiểu chuyện, không biết thế sự? Người phụ nữ nông dân còn biết cày cấy, mẹ không thể thắt nổi một cái dây lưng. Mẹ chỉ là vật trang trí cho sự nghiệp quan trường của ông ấy, được dùng để hoàn thiện hình ảnh không tham của cải, sắc dục của ông ấy. Sau này nhị phu nhân cũng nói mẹ là người mê muội, không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho con cái. Sau khi thấy Hoa Chỉ dùng một trong những xe ngựa để chở sách, Tam phu nhân trách móc, sao mẹ lại chất đầy những tờ giấy vô dụng đó, chúng ta sẽ đặt đồ đạc ở đâu? Nhanh chóng đem nó trở lại, chúng ta còn phải học nữa, không chỉ chúng ta mà còn có cả bọn trẻ. Nhà cửa dễ kiếm, nhưng sách nếu mất rồi thì khó có lại được. Mọi người nghe lời Hoa Chỉ đều gật đầu. Khi giấy niêm phong được dán lên cửa, những người phụ nữ nhà Hoa cảm thấy xấu hổ muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Không ngờ họ cũng có ngày hôm nay. Những bà cô trong nhà giàu trông thật là xinh đẹp, hãy ngẩng đầu lên, đừng như chó mất nhà, khiến người ta chế nhạo. Mặt khác, Thẩm Kỳ vẫn đang nhẹ nhàng chuẩn bị lễ vật, dự định đi cầu hôn nhà Hoa. Sau khi ông nội trở về từ cung, lập tức yêu cầu người hầu lấy giải lụa đỏ và đốt bỏ tờ ước hẹn với Hoa Chỉ, bảo cháu trai sau này đừng bao giờ nhắc đến nhà Hoa nữa. Mọi người đến căn nhà do hoàng hậu ban, tính cách quen được nuông chiều khiến họ rất khó chịu. Lão phu nhân thấy vậy tức giận rời đi. Hoa Chỉ dẫn đầu dọn dẹp vệ sinh, trước khi trời tối trải đầy rơm lên mặt đất, dự định tạm thời qua đêm, ngày mai sẽ vào thành mua giường chiếu. Ta không ngủ được, chỗ này bẩn quá, Hồng Lệ, tiểu thư, ta muốn tắm, cô đi đun nước, chuẩn bị tinh dầu thơm. Tiểu thư, chúng ta không có củi, không có bồn tắm, huống hồ tinh dầu thơm, sữa tắm cũng không mang theo. Con gái của Tam phu nhân làm ầm lên muốn tắm, còn bảo hầu gái chuẩn bị nước nóng và tinh dầu thơm cho mình. Tam phu nhân thực sự không biết nói gì, mùa đông lạnh giá chỉ có thể dựa vào 2 bình than để sưởi ấm. Nửa đêm Hoa Chỉ tỉnh dậy, phát hiện cửa sổ đóng chặt, cảm thấy có điều không đúng và vội vàng kêu mọi người dậy. Mọi người nhẹ nhàng bị ngộ độc nhưng may mắn sống sót. Khi đốt than, trong nhà không được đóng chặt cửa sổ, nếu đốt không khéo, người có thể bị ngạt chết bên trong. Vì thế Hoa Chỉ, người cuối cùng đi ngủ, sau khi quay trở vào phòng đã cố ý để lại một khe cửa. Khi chúng ta đi ngủ, đại tiểu thư vẫn ở ngoài kia, nếu biết sẽ bị ngạt chết, sao lại đóng cửa sổ chặt thế? Hoa Chỉ nói không phải do mình. Lúc này, Tần Di Nương, người cảm thấy tội lỗi vì chính cô ta đã đóng cửa vào ban đêm vì lạnh. Bây giờ cô ta lại quay ra đổ lỗi, đại tiểu thư, chỉ là một sơ suất, các phu nhân sẽ không trách cô cứng đầu không nhận lỗi làm gì. Tần Di Nương, có thể thật sự không phải là Hoa Chỉ đâu, không phải cô ấy thì là ai? Đúng lúc đó, một đứa trẻ nói ra sự thật, là Tần Di Nương đóng cửa, ta thấy rồi.
Hóa ra, vào đêm đó, khi Tần Di Nương đóng cửa, cậu bé vô tình thấy được. Cậu bé này đang mơ mơ màng màng, có lẽ đã nhìn nhầm. Sau nhiều năm, Thế Tử lại trở về vương phủ, nhưng phát hiện ra rằng muội muội mình không nhớ mình nữa. Thực dược, đây là ca ca đấy, anh trai làm muội sợ rồi, ca xin lỗi muội. Huynh không phải là, kể từ khi Cố Yến Tích rời đi, trong những năm qua, vương gia đã giữ thực dược trong sân này, cho rằng thực dược có trí tuệ không đầy đủ, là điểm xấu đối với vương phủ. Bấy lâu nay, cô ấy đã được chữa trị ở đây, trong và ngoài sân đều trồng cây thuốc, những lang chung qua lại cũng chỉ dám trò chuyện với cô về y thuật, dần dần cô cũng học y thuật. Cô Yên Tích biết muội muội mình không phải bẩm sinh trí tuệ không đầy đủ, mà là do một trận hỏa hoạn trong thời thơ ấu gây ra. Để bù đắp những năm không ở bên cạnh muội muội, cô Yên Tích đã mua cho cô ấy nhiều thứ thú vị, nhưng thực dược hoàn toàn không hứng thú với những thứ đó. Ta hỏi muội có muốn cái gì không, ta có thể mua cho, nhưng muội muội cẩn thận nhìn chằm chằm vào má anh, ca ca nghĩ là vết sẹo trên mặt mình làm cô sợ. Nhưng thực dược lại lấy ra một hũ thuốc mỡ do chính mình làm, nhẹ nhàng lấy một chút đưa cho ca ca, bảo anh ta bôi lên mặt. Thuốc này dùng thế nào, muội dạy ta với. Không đau, không đau, đau đau bay đi. Sau khi dùng thuốc mỡ của muội muội, vết sẹo trên mặt đã phai mờ. Sau đó, bên phía Vương Phi lợi dụng lúc Cố Yến Tích không ở nhà, lại một lần nữa ép người hầu đút thuốc cho thực dược. Thực dược vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng không may bị trẹo chân ngã xuống đất, đưa thuốc đây, nghe lời nào. Sau khi uống thuốc bệnh sẽ khỏi, chỉ một ngụm thôi, lại uống thêm một ngụm, không sao đâu, nghe lời nào. Cảnh này chính là lúc Cố Yến Tích trở về và tình cờ nhìn thấy, anh tức giận chạy lên trước bảo vệ thực dược và quát mắng Di mẫu, những năm này chữa bệnh toàn là như thế này sao? Cố Yến Tích cúi xuống, ôm muội muội trở về phòng, cảm giác quen thuộc này lập tức khiến thực dược nhớ lại thời thơ ấu, ký ức đã mất bỗng chốc trở lại hết. Ca ca, sao anh giờ mới trở về? Cố Yến Tích rất xúc động, sau đó khi anh đang chữa trị cho vết thương ở mắt cá chân của muội muội, thực dược nói với anh rằng những thuốc uống kia đều vô dụng. Hóa ra cô không phải là không có trí tuệ, mà là sợ khi lớn lên sẽ quên mất mẹ. Nếu mình quên mất mẹ, thì trên đời này cũng không ai nhớ về mẹ nữa. Cô Yên Tích nắm lấy tay muội muội, nói rằng anh cũng chưa bao giờ quên. Sau đó, anh tìm đến cha. Cha vẫn luôn cho rằng con gái mình là kẻ điên. Thực dược không điên, một người làm cha, làm sao có thể hại con gái mình? Cha đã bao giờ coi cô ấy như con gái mình chưa? Cha chỉ coi cô ấy là sự ô nhục của Lăng Vương Phủ, là gánh nặng không thể lộ diện. Còn con thì sao? Con đã bao giờ coi ta là cha của mình chưa? Cô Yên Tích tức giận quay lưng đi, bày tỏ rằng mình sẽ tìm cách chăm sóc muội muội. Đêm đó, cô Yên Tích lại mơ thấy mẹ ôm thực dược tự thiêu trong cung. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, bà Tiêu nghe thấy Yên Tích kêu mẹ trong mơ liền gõ cửa vào xem. Hai người bắt đầu nói về việc năm đó Vương Phi ôm thực dược tự thiêu. Cô Yên Tích hối tiếc vì mình không ở bên cạnh Vương Phi lúc đó, nhìn vào vết sẹo bỏng trên tay của bà Tiêu, anh cảm ơn bà vì đã xông vào biển lửa cứu thực dược ra. Những vết sẹo trên người bà đều là chúng ta anh em hai người nợ bà, ai cũng sẽ làm như vậy, ta cảm thấy sự tự thiêu năm đó không đơn giản. Có lẽ là do bà Tiêu giả mạo tự thiêu để hại Vương Phi, để ngăn thực dược nhớ lại ký ức năm đó, nên mới cả năm này liên tục cho uống thuốc. Ban đêm, anh đang ở bên cạnh muội muội trò chuyện, nhưng bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu của các cung nữ, thực dược theo thói quen co rúm lại và bịt tai. Cô Yên Tích an ủi muội muội xong xuôi rồi ra ngoài kiểm tra. Nhưng phát hiện quản gia đang khiêng hai thi thể bọc trong vải trắng định đem đi chôn cất tại nghĩa địa hoàng. Sau khi hỏi ra mới biết, những cung nữ này bị xử lý vì đứng sau lưng nói xấu Vương Phi đã khuất, là bà Tiêu ra lệnh. Cô Yên Tích cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy anh đến khu vườn mà mẹ mình tự thiêu. Đang lúc anh chìm đắm trong suy nghĩ, phát hiện có tiếng động phía sau, anh đuổi theo nhưng người kia đã chạy mất, chỉ để lại trên đất những tờ tiền âm phủ có dấu vết máu. Ngày hôm sau, trở lại Thất Tư Ti, anh lệnh cho thuộc hạ lẻn vào Vương Phủ vào ban đêm để điều tra. Không ngạc nhiên khi thuộc hạ bắt được một người đang thắp hương trong viện của Vương Phi quá cố. Người này nhận ra người đứng trước mắt chính là Thế Tử, tại sao ngươi lại thắp hương trong viện của mẹ ta? Đốt tiền âm và thắp hương, còn đổ máu chó lên, người hầu già tự xưng đã phạm lỗi với nương nương, những năm qua mỗi ngày đều mơ thấy mình bị oán hồn của nương nương đến đòi mạng. Hóa ra, nhiều năm trước, vào dịp lễ thượng nguyên, khắp nơi trong phủ đều đông người, chỉ có viện của Vương Phi quá cố yên tĩnh, không một bóng người. Hắn liền trộm mấy món đồ bạc, giấu vào viện của Vương Phi quá cố. Kết quả, bỗng nhiên nghe thấy tiếng pháo, khi quay đầu lại thì thấy ngôi nhà của Vương Phi đã chìm trong biển lửa. Hắn nghe thấy tiếng Vương Phi kêu cứu, nhưng lại sợ việc trộm cắp bị phát hiện nên đã sợ hãi bỏ chạy. Sau đó mới biết rằng Vương Phi không thoát được ra ngoài. Hắn mang lư hương đi tế lễ, nhưng phát hiện trên những viên gạch tối tăm đều phủ một lớp xương trắng. Hắn cho rằng đó là oán hồn của nương nương không siêu thoát hiện về, hôm nay ta cho ngươi đi, suy nghĩ kỹ về chuyện năm đó. Nếu nhớ ra điều gì, kéo dây này, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta. Thế Tử nhớ lại hôm đó tế lễ cho mẹ, có một đứa trẻ nhà họ Hoa chạy đến an ủi mình. Vô tình tiết lộ rằng bên cạnh mẹ có một người ma ma mà chính anh cũng không biết và anh càng không biết được.
đứa trẻ Hoa Gia năm đó chính là Hoa Chỉ. Nhìn thấy cả nhà già trẻ, phụ nữ, trẻ em, bà nội giao phó cho Tam phu nhân, việc cấp bách là cần tìm một người đàn ông đáng tin cậy một cách nhanh chóng. Dù là thuê hay nhập gia cũng được, phải thay mặt gia đình chúng ta, quản lý và làm chủ. Nói cũng ngẫu nhiên, ngày hôm sau có ba quân tử tìm đến nhà, họ ngày xưa đều là học trò dưới trướng của ông nội, bây giờ Hoa Gia gặp nạn họ không sợ dư luận đặc biệt đến thăm. Thẩm Kỳ còn giấu gia đình, lén lút mang đồ ăn, quần áo, chỗ ở cho Hoa Gia, còn người dẫn đầu, Trần Chí, là kẻ mặt người dạ thú, lợi dụng lúc Hoa Chỉ không có nhà. Thuyết phục, lừa gạt bà nội và mọi người, giao phần còn lại của tiền bạc để mua ruộng đất, như vậy mới không phải ngồi không mà ăn hết tiền của. Tam phu nhân, được bà nội chỉ định làm chủ nhà, dẫn đầu giao hết tất cả tài sản còn lại. Thấy vậy, Hoa Chỉ không hiểu, các người đang làm gì vậy? Chỉ Nhi, chúng ta đã có cứu trợ, ông nội có thể trở về, nhờ có lão thái gia. Vài học trò đầy nhân từ, họ sẵn lòng ra mặt, giúp chúng ta thuê nhà, không bao lâu sau, chúng ta có thể chuyển về thành ở. Hoa Chỉ, người am hiểu con đường buôn bán, không tin tưởng Trần Chí, huống hồ đến tiệm cầm đồ đổi tiền mua đất thuê nhà, những việc này cô ấy đều biết làm. Tại sao lại phải nhờ một người ngoài làm? Trần Chí thấy vậy liền thề với trời, tuyên bố không lấy một xu nào từ những tài chính đó. Còn nhờ Trần Huynh đã bị mình mua chuộc, giám sát bản thân mình thay cho các bà. Nếu không ta cũng, lệnh tổ lệnh tôn và thầy Hoa cùng nhau làm quan, Huynh vẫn nên đứng ngoài cuộc thì hơn. Thẩm Kỳ yêu mến Thực Dược nhưng lại lo lắng bị trách phạt bởi người lớn trong gia đình, do đó chỉ có thể giao một số bảo vật và ngọc bội của mình cho Trần Chí đem cầm cố, góp một chút sức mỏi. Hoa Chỉ một đêm không thuyết phục được mọi người, đành phái chú Trung âm thầm theo dõi Trần Chí. Sau khi Trần Chí đi, Tam phu nhân đến gặp con gái. Học trò của ông nội con thấy thế nào? Những lời nhẹ dạ cả tin này, làm gì phải nói ra, tự nhiên làm ô uế tai ta, đứa con gái chết tiệt này. Đôi mắt của mẹ cô, chính là luyện qua chảo dầu, ta đã nhìn Trần Chí rồi, con không gả, con biết cái gì, nếu mẹ thấy hợp mắt, mẹ tự lấy đi là được. Mặt khác, chú Trung trực tiếp thấy Trần Chí đưa bảo vật vào tiệm cầm đồ, liền quay về báo cáo với Hoa Chỉ, Hoa Chỉ bảo chú Trung ngày mai tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, sau vài ngày trôi qua, tiệm cầm đồ không hề có tin tức gì, cô không yên tâm chạy đến tiệm cầm đồ hỏi thăm. Nhưng được biết Trần Chí hôm đó chỉ gửi bảo vật tại tiệm cầm đồ nửa ngày, đêm đó đã kéo bảo vật đi mất. Mặt khác, ngọc bội của Thẩm Kỳ bất ngờ được em trai phát hiện tại sòng bạc, anh vội vàng mang ngọc bội đi tìm Hoa Chỉ, tức thì nhận ra mình đã bị lừa. Mặt khác, Trần Chí còn dám đến nhà, nói rằng số tiền cầm đồ trước đó không đủ mua đất, dự định lại lừa gạt Hoa Gia một khoản, lấy đi những cuốn sách cuối cùng của Hoa Gia để bán. Hoa Chỉ vừa kịp trở về phơi bày hắn là kẻ lừa đảo, tất cả tiền của Hoa Gia đều bị hắn đem đi cờ bạc mất. Cô không có bằng chứng, cô có chứng cứ gì không? Đây là ngọc bội của Thẩm Kỳ, ngày đó chính là ở ngôi nhà này, bị lấy xuống, rồi bị thua cược tại sòng bạc. Thấy sự việc bại lộ, Trần Chí một cước đá lật chú Trung, cướp lấy xe ngựa định bỏ trốn. Hoa Chỉ chặn trước xe ngựa, thách thức Trần Chí không sợ bị kiện sao. Nhưng Trần Chí không hề sợ hãi, những tiền bạc đó ban đầu khi tịch thu nhà đã bị phụ nữ Hoa Gia giấu đi, hắn khẳng định Hoa Chỉ không dám báo quan, nên mới cư xử kiêu ngạo như vậy. Hoa Chỉ để không cho đối phương thành công, trực tiếp gọi ra thị vệ của Thất Tư Ti đang giám sát Hoa Gia. Tự thú mình ngày tịch thu nhà đã giấu đi vàng bạc, bị Trần Chí cướp đi giấu trong tiệm cầm đồ. Thấy tình hình, Trần Chí sững sờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi quan lại. Hoa Chỉ cùng chứng cứ đến Thất Tư Ti, cô Yên Tích biết những cuốn sách này rất quan trọng đối với Hoa Chỉ, không làm khó dễ Hoa Chỉ, còn ra lệnh cho người giúp nàng dâu xếp sách lên xe ngựa. Lúc này, Thẩm Kỳ cảm thấy có lỗi trong lòng, lại một lần nữa đến thăm Hoa Gia, biết Hoa Chỉ bị đưa đến Thất Tư Ti, lập tức lo lắng định rời đi. Nhưng khi Tam phu nhân thấy Thẩm Kỳ, một quân tử chính trực lại rất quan tâm đến việc của Hoa Gia, lập tức giữ lại người đó, bảo con gái ra tiễn Thẩm Kỳ. Cô ta từng thảo luận hôn sự với Hoa Chỉ, nhưng cuối cùng vẫn chưa định hôn. Cuối cùng là thuộc về ai, vẫn chưa biết đâu, còn chưa đủ xấu hổ à. Biết đâu gia đình Thẩm sẵn lòng giúp đỡ chúng ta một tay. Bên cạnh đó, Hoa Cầm, cô gái có tâm kế thấy vậy lập tức đứng dậy nói, mẹ đừng nóng, con đi là được. Hoa Cầm vừa ra đã khóc lóc quỳ trước mặt Thẩm Kỳ, muốn gả cho nhà Thẩm. Biết Thẩm Kỳ trái tim hướng về Hoa Chỉ, còn nói rằng mình có thể làm thiếp, làm một người vợ nhỏ, Hoa Cầm cũng sẵn lòng. Cô nương này làm sao vậy? Xin chàng hãy thành toàn cho ta, Tam muội muội, Thẩm Lang quân, các người đang làm gì vậy? Hoa Chỉ, cô trở về rồi, tỷ tỷ, mặt đất toàn là cát, trơn lắm, tỷ phải đi đứng cẩn thận không ngã. Người phụ nữ đầy vết thương đi ra từ nha môn, đúng lúc cô ta cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến muốn ngất xỉu, một bàn tay đã giúp đỡ cô. Hoa Chỉ nhận ra người đàn ông trước mắt là anh sao? Cô Yên Tích đã đưa cô đến y quán và hỏi một cách lo lắng, thương tích thế nào, bệnh nhân là phu nhân của anh sao? Để tiện lợi nên anh ta đã nói dối, ai ngờ ông lang trực tiếp nhấc tấm vải che thân lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô Yên Tích vội vàng quay đi với vẻ mặt ngượng ngùng, hai người không phải vợ chồng, tuy có hôn ước nhưng chưa qua cửa. Các bạn trẻ này,
đợi khi các bạn có thực sự của vợ chồng thì không cần phải ngượng ngùng như vậy nữa. Vào lúc này, Hoa Chỉ đau đớn muốn kéo rèm, Yến Tích thấy vậy liền tiến lên và giơ tay ra để đối phương tự do bóp và nhéo. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người này bắt đầu từ nửa ngày trước. Mọi người nhà Hoa từ chỗ Thẩm Kỳ biết được hôm nay là ngày nam nhân nhà Hoa bị lưu đày. Vì Trung Thúc trước đó bị thương, không còn cách nào khác, Hoa chỉ đành cùng nha hoàn cùng nhau lái xe ngựa đến nơi tiễn biệt. Thấy ông nội nhìn những vết thương trên người đối phương, mới biết ban đầu sau khi bị Thất Tư Ti sơ tán, họ đã bị chuyển giao cho Hiến Vương và trải qua không ít giày vò. Hoa Liên rất đau lòng, chỉ có thể dùng một ít tiền đồng để hối lộ quan lại, mặc áo lớn mà mẹ và người khác chuẩn bị cho ông nội. Cô bảo mọi người yên tâm, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, hỏi ông nội còn có gì muốn truyền đạt. Ông nội chỉ mong sau này Chỉ Nhi có thể sống hạnh phúc và vui vẻ. Tứ Thúc thì lén nói với cô ấy, dưới hai cây đại hòe ở phía sau thư viện có chôn vật gì đó. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị khởi hành để lưu đày, cô Yến Tích đột nhiên dẫn theo Thất Tư Ti tới, hỏi về Hoa Công khi xưa đến Vương Phủ để tế lễ Vương Phi tiền nhiệm, đứa trẻ lúc bấy giờ đi theo bên cạnh hiện giờ ở đâu. Cô Yến Tích không biết rằng đứa trẻ đó chính là Hoa Chỉ, Hoa Công cũng tưởng đối phương muốn hại Hoa Chỉ, liền cố ý giấu giếm danh tính. Nếu có ý định giấu giếm, điều này lại khiến ta càng tò mò. Sự đột ngột xuất hiện của Hiến Vương đã làm gián đoạn câu hỏi của cô Yến Tích, hai người đối đầu nhau nhưng lại khiến người nhà Hoa phải chịu trận. Thất Tư Ti vì muốn có bằng chứng chống lại Hiến Vương, lập tức kiểm tra trên người nam nhân nhà Hoa và thực sự tìm thấy bạc trong quần áo của họ. Đây chính là cái gọi là, sau khi kiểm tra kỹ, Hiến Vương tức giận, đúng lúc định trừng phạt cha và nhị thúc. Hoa Chỉ không còn cách nào khác, đành phải mạnh mẽ chạy ra nhận tội thay cho họ, cuối cùng bị Hiến Vương đưa về nha môn. Nếu không phải Hoa Chỉ đứng ra nhận những trận đòn kia, e rằng đại ca và những người khác sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hoa Công rất lo lắng cho cháu gái, mặc dù biết rằng những ngày sau của Hoa Chỉ sẽ rất khó khăn, nhưng ông cũng bất lực, chỉ có thể cầu xin trời cao cho Hoa Chỉ gặp họa chuyển phúc. Nha hoàn khóc lóc chạy về báo tin, Tam phu nhân rất tức giận, cho rằng là Hiến Vương cố ý vu oan cho họ, nhà cửa nghèo đến mức không sinh nổi một con giòi, làm sao còn có bạc để nhét vào áo. Đại phu nhân và nhị phu nhân tỏ ra rất ân hận, hóa ra họ lo lắng cho chồng trên đường lưu đày sẽ gặp khổ, cẩn thận đã khâu số bạc tiết kiệm được vào trong quần áo. Ai ngờ nay lại làm hại Hoa Chỉ. May mắn là Hoa Chỉ được cô Yến Tích cứu thoát, về nhà sau, lang quân cần phải chăm sóc tốt cho cô nương. Yến Tích đưa Hoa Chỉ đến thư viện, theo lời Tứ Thúc đã nói, Hoa Chỉ đã đào được nhiều rượu quý dưới gốc cây đại hòe, đây là rượu phối hôn mà Tứ Thúc vui mừng chôn cho Hoa Chỉ khi cô ra đời. Hoa Chỉ đã bán những rượu phối hôn này và còn tặng cho cô Yến Tích một bình. Trên đường về, Hoa Chỉ đã kiệt sức tựa vào vai người kia, khi hỏi tên người kia, cô Yến Tích nói dối rằng họ Yến, chỉ có một chữ Tích, Yến Tích. Cô Yến Tích mang rượu quý trở về Thất Tư Ti, những người dưới quyền thèm thuồng muốn thử nhưng bị Yến Tích đuổi đi, còn ra lệnh cho họ đến tiệm cầm đồ bảo chủ tiệm, những bình rượu cầm ngày hôm nay ai cũng không được bán, chỉ đợi Hoa Chỉ quay lại chuộc. Về đến nhà thấy mẹ và mọi người, Hoa Chỉ tỏ vẻ thất vọng, chính vì hành động ngốc nghếch của họ khiến bản thân phải chịu đòn. Chỉ là các người hoàn toàn không biết, cái gọi là lưu đày, đến Côn Sơn toàn là cướp bóc, các người đều cho rằng đó là tiền giữ mạng, nhưng thực ra là tiền mất mạng, không phải đã bị tìm ra sao? May là đã bị tìm ra, ta thay mặt nhận một trận đòn, nếu là cha và nhị thúc rơi vào tay Hiến Vương, họ còn có thể sống sót trở về không? Nếu cô muốn tranh luận về lý lẽ, hãy đến nha môn mà tranh luận, đừng tranh luận với người nhà. Thấy vậy, Hoa Chỉ với tâm trạng mệt mỏi đã rời đi, cô nói với Tứ Thẩm rằng mình muốn rời khỏi viện, tự lập môn hộ. Tuy nhiên, gia đình cuối cùng vẫn là gia đình, Tứ Thẩm nói với Hoa Chỉ, ngày cô không có ở nhà, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Lão phu nhân vì Hoa Chỉ đã không tiếc mặt mũi nhờ Mama đi nhờ vả người khác, và số tiền Mama mang đi để thông đồng còn do Tam phu nhân bỏ ra. Tam tẩu bán đi viên Ngọc Châu, vừa đau lòng vừa tức giận với bản thân, đêm vẫn lén lút rơi nước mắt, số tiền còn lại, họ đều muốn dùng để cứu cô. Đại phu nhân thì là người hai chân không dính bùn, còn phương hướng Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được, vì Hoa Chỉ mà cứng rắn một mình tìm đến nha môn. Trung Thúc thậm chí không thể đứng dậy, dù phải dựa vào gậy cũng muốn đi tìm cô. Họ đều đã đi rồi, thì còn làm sao nữa? Con là người nhà, làm sao có thể bỏ mặc con không quan tâm? Tình thương của gia đình cũng đã thay đổi suy nghĩ của Hoa Chỉ, bà nội, con muốn làm quản gia. Hoa Chỉ muốn trở thành người quản lý gia đình Hoa. Bà nội hỏi cô vì sao, cô nói mình có phương pháp, không chỉ có thể giúp gia đình Hoa thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn, có lẽ còn có thể cứu được ông nội và những người khác đang bị lưu đày. Đại Khánh Hình Luật, điều thứ 65, quyển thứ 29, ngoại trừ thập ác, tất cả đều có thể cho phép chuộc tội, cần bao nhiêu tiền bạc? Lưu đày 3.000 dặm, 50 vạn tiền, 43 người, mỗi người 50 vạn tiền, 2.150 vạn tiền, hơn 2.000 vạn tiền, nghe nói cứu chuộc ông nội và người khác ra, cần một con số lớn đến như vậy, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều sửng sốt. Hơn 2.000 vạn tiền, đừng nói là bây giờ, ngay cả khi nhà họ Hoa thịnh vượng như ngày xưa.
bán nhà bán đất cộng thêm lương của lão thái gia vài anh em cũng tuyệt đối không thể tích góp được số tiền này. Bây giờ Tam phu nhân là người quản lý gia, Tần Di Nương ngay lập tức đi lên nịnh nọt. Đúng vậy, tiểu thư Hoa Chỉ tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu được khó khăn của người quản gia như mẹ. Bây giờ bảo ta ra số tiền này, hoặc là đưa ra một kế sách một bước lên trời, ta thực sự không có, đừng nói là cô. Ngay cả khi thần tài xuống phàm, cũng không thể biến ra nhiều tiền như vậy. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Tam phu nhân, Hoa Chỉ lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong lòng. Tam phu nhân thấy thế muốn giật lấy, nhưng Hoa Chỉ lại đưa nó cho nha hoàn, bảo họ đi vào thành. Mua sắm thức ăn cho tháng này đã xong, phần còn lại phát cho những người hầu làm tiền công hàng tháng. Khi thấy hành động phạm lỗi với bề trên của Hoa Chỉ, mẹ cô vội vã yêu cầu con gái xin lỗi Tam phu nhân và mong Tam phu nhân tiếp tục quản lý gia đình. Tuy nhiên, con gái lại nhìn về phía bà nội, yêu cầu bà nội cho mình 3 tháng thời gian. Nếu cô quản lý một ngày, sẽ đảm bảo chi phí cho cả nhà trong một ngày. Nếu cô làm không tốt, cô sẽ trả sổ sách lại cho Tam phu nhân với hai tay. Thấy Hoa Chỉ đưa ra quyết định mạnh mẽ như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó, bà nội muốn thảo luận với cô về việc hôn sự với Thẩm gia, nhưng Hoa Chỉ lại chân thành yêu cầu bà nội viết thư cho mình để từ hôn với Thẩm gia. Từ đây trở đi, Hoa gia tự mình mưu sinh, không dựa dẫm vào nhà khác. Thấy cháu gái có tinh thần như vậy, bà nội cũng hùng hồn nói rằng bà không viết thư này, bà sẽ cá nhân dẫn cô đến Thẩm gia để từ hôn. Đi thôi, và thế là Hoa Chỉ lái xe ngựa đưa bà nội đến Thẩm gia, cô quyết định thay mặt lão thái gia, thu hồi hôn ước giữa hai gia đình có truyền thống làm bạn với nhau từ xưa. Các món quà Thẩm gia gửi cho Hoa gia khi bản hôn ước năm xưa đã bị tịch thu, dù bây giờ khó có thể trả lại, nhưng nợ phải trả, bà nội và Hoa Chỉ vẫn gửi phiếu nợ cho Thẩm gia. Lão tỷ tỷ, ta muốn xấu hổ chết mất, nợ là nợ, tình là tình, khi Thẩm Kỳ Lê bước một chân vào phòng khách, hai người họ đã đi rồi. Biết được hôm nay Hoa Chỉ đến là để từ hôn, Thẩm Kỳ vội vàng đuổi theo, tuyên bố dù gia đình có cản trở thế nào, anh, Thẩm Kỳ, sẽ giữ lời như ban đầu, không bao giờ bỏ cô. Không, nhưng Hoa Chỉ đã quyết định từ chối anh ta một cách nhẹ nhàng. Người hầu bên này trở về báo cáo với cô Yến Tích về việc Hoa Chỉ đến Thẩm gia để từ hôn. Cô Yến Tích bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại mừng thầm. Tuy nhiên, khi thấy người hầu mang về một bình rượu phối hôn của Hoa Chỉ từ tiệm cầm đồ, anh ta tỏ ra rất ngượng ngùng. Bên này, Hoa Chỉ bắt đầu thể hiện bản thân trong kinh doanh, dự định bắt đầu từ việc làm kẹo hồ lô. Nhưng các nha hoàn của nhị phòng và tam phòng quen được nung chiều hàng ngày, một là than nước rửa quả hồ lô vào mùa đông lạnh, hai là than quả hồ lô làm rách tay khóc lóc, không một lúc sau đã bỏ cuốc không làm nữa. Hoa Chỉ tức giận trừ đi tiền công hàng ngày của họ, dẫn theo nha hoàn của mình đi hái quả hồ lô. Bên này, cô Yến Tích vẫn không tìm thấy đứa trẻ của Hoa gia năm xưa, trong lúc đi dạo lo lắng cho vết thương của Hoa Chỉ, lại tình cờ gặp người trong mộng trong rừng, huynh. Huynh làm sao lại ở đây, ta nhận ra ngươi là người lính đó, ta thừa ra làm sao, không được nghe sao. Sau khi lịch sự trò chuyện vài câu, Hoa Chỉ đã hái xong trái cây và trở về. Tuy nhiên, Tam phu nhân vì muốn giành lại quyền kiểm soát gia đình, đã âm thầm làm khó dễ cho Hoa Chỉ. Vì đa số giấy tờ bán mình của các nha hoàn đều nằm trong tay Tam phu nhân, sợ bị bán đi, họ cũng chỉ có thể nghe theo Tam phu nhân, không dám làm việc cho Hoa Chỉ. Biết được nhị phu nhân muốn bán đi người hầu, khiến cho cả nhà ai nấy đều lo sợ, Hoa Chỉ đã nhanh chóng yêu cầu nha hoàn Phủ Đông làm những món ăn nhẹ dễ ăn. Đem đi cho bà nội ăn, bà nội rất thích. Biết được Tam phu nhân muốn bán Phủ Đông, bà nội tức giận. Vì thế, Hoa Chỉ yêu cầu trả lại giấy tờ bán mình cho các nha hoàn. Giấy tờ bán mình của các người đều ở đây này, xin đại cô nương mở lòng, đừng bán em sẽ không dám lười biếng nữa. Đúng vậy, đại cô nương, đừng bán chúng em sau này nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, ta khi nào nói là muốn bán các người chứ. Hôm nay ta lấy những tờ giấy tờ này ra, chính là để cho các người tự do. Con nói cái gì kỳ cục thế, con thả tỳ nữ của mình, sau này ai sẽ chải đầu cho ta, ai sẽ giúp ta mặc quần áo. Hoa Linh muội muội có đôi bàn tay khéo léo, có thể vẽ tranh đánh màu, có thể thêu hoa chim, chẳng lẽ mặc quần áo, chải đầu, những việc đơn giản như vậy, cô ấy không làm được sao? Các nha hoàn sau khi nhận được giấy tờ bán mình đều rất vui mừng, đã ném từng tờ giấy tờ vào lò lửa. Từ đó những nha hoàn ở lại đều là những người thực sự chăm chỉ làm việc, mỗi tháng còn có thể nhận được tiền công hàng tháng. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Chỉ, các nha hoàn cuối cùng cũng làm ra được món quả chiên ngon, còn mẹ con nhà ba phòng thì tức chết đi được, liền trong đêm chuyển vào phòng ngủ của lão phu nhân. Sau những cải tiến liên tục với kẹo hồ lô, Hoa Chỉ và mọi người tự tin rằng chắc chắn sẽ bán chạy. Ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta mở cửa, chúng ta phải kịp thời gian tan học, đứng đợi ở cổng trường học, ai muốn đi không? Các nha hoàn nghe xong đều cúi đầu xuống, Tam phu nhân thấy vậy chế nhạo, đại cô nương thật biết đùa, với gia thế nhà chúng ta, đừng nói là Linh Nhi bọn họ. Ngay cả một nha hoàn nhỏ, ai lại không biết xấu hổ mà đi bán hàng rong trên đường, danh tiếng còn giữ được không, sau này còn lấy chồng không? Đối mặt với sự khó dễ của Tam phu nhân, Hoa Chỉ dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ thấy cô kéo xuống tờ giấy tiết lộ một số mũ đầu dễ thương.
Hóa ra cô đã có sự chuẩn bị, bảo Trung Thúc theo thiết kế của mình làm một số mũ đầu đẹp và đáng yêu, cho phép các nha hoàn như Tuyết Vương đeo mũ đầu đi bán hàng trên đường, không những giữ được mặt mũi của các cô gái mà còn tăng thêm điểm nhấn. Theo chỉ dẫn của tiểu thư, Phất Đông và Bão Hạ, hai nha hoàn được giao nhiệm vụ nguy hiểm chặn ở cổng trường học khi tan học. Các em nhỏ bị hai búp bê dễ thương thu hút. Không ăn miễn phí đâu nhé, lát nữa phải trả tiền đấy. Lát nữa quản gia của ta sẽ đến trả tiền. Cậu chủ nhỏ giàu có liền mua chọn lô kẹo hồ lô. Tối hôm đó, nhìn thấy số tiền hoa hồng mà hai người nhận được, các nha hoàn đều tiếc nuối. Sao ban ngày mình lại không thể bỏ được mặt mũi nhỉ? Liền lấy mũ đầu ra và quyết định ngày mai sẽ đi bán hàng. Rất nhanh, trên phố phường kinh thành đã xuất hiện nhiều búp bê người của nhà hoa, ngay cả những phu nhân kiêu kỳ cũng bắt đầu làm việc, nhấc lên que hồ lô. Trong xe ngựa, cô Yến Tích liền nhận ra Hoa Chỉ đang đeo mũ đầu nên đã cố ý giả vờ đùa giỡn đối phương, ai đấy, thật là phiền phức. Khi nhìn thấy đó là xe ngựa của Thất Tư Ti, Hoa Chỉ vội vàng tránh đi. Trở về Thất Tư Ti, cô Yến Tích liền sai người mua cho mình một chuỗi kẹo hồ lô, rõ ràng là bản thân muốn ăn nhưng lại đổ lỗi cho muội muội. Không lâu sau, hoàng đế mời anh vào cung dùng bữa, còn ân cần gắp thức ăn cho anh rất cưng chiều. Cô Yến Tích biết rõ tất cả những điều này chỉ là chiêu trò của hoàng đế, chỉ muốn giữ mình bên cạnh mà thôi, đề phòng thả hổ về rừng. Yến Tích, từ khi con quản lý Thất Tư Ti, làm rất tốt, chỉ là số người đầu rơi ít hơn một chút. Sau bữa trưa căng thẳng, cô Yến Tích giả vờ đi mua kẹo hồ lô, nhưng tình cờ gặp phải cấp dưới cũng đang giả trang. Hoa Chỉ không biết danh tính của cô Yến Tích, lo lắng anh ta va chạm với quan chức của Thất Tư Ti, liền kéo anh ta sang một bên, cô tặng anh ta một chuỗi. Không ngờ Yến Tích lại sợ chua đến thế, cùng với việc kinh doanh kẹo hồ lô ngày càng ổn định, mọi người trong nhà đều có thể nhận được tiền công. Mặc dù không bằng lúc ở phủ trước đây, nhưng so với lúc Tam phu nhân quản lý nhà cửa thì tốt hơn nhiều. Thấy mình nhận được còn không bằng một nha hoàn, Tam phu nhân càng tức giận hơn, cùng với Tần Di Nương lên kế hoạch giành lại quyền quản gia. Đúng vào buổi tối đó, họ bắt gặp một nha hoàn ăn trộm, nha hoàn này lại thuộc về phòng của mẹ Hoa Chỉ ở đại phòng. "Đừng làm ầm ĩ, ta có cách của mình." Ngày hôm sau, cô Yến Tích tình cờ gặp lại Hoa Chỉ, Hoa Chỉ đã tặng cho anh những món điểm tâm mà Phất Đông làm. Cô Yến Tích mang điểm tâm vào cung, nhìn những món bánh dân dã này, hoàng đế ăn rất vui vẻ. Không lâu sau, Hiến Vương cũng đến, mang theo loại bánh đắt đỏ và nổi tiếng nhất kinh thành. "Mang về đi, trẫm không có hứng thú." Nhìn thấy điểm tâm mà cô Yến Tích mang đến, Hiến Vương nhận ra đây là sản phẩm của gia đình tội nhân Hoa, quả này là người nhà Hoa làm phải không? Hoàng đế nghe xong sắc mặt thay đổi, cách đây vài ngày mới nghe nói, cả nhà tội phụ kia không biết hối cải, còn đi làm tiểu thương, loại thứ này làm sao dám mang vào kinh đô, kệ nó là nhà Hoa hay nhà cỏ, mấy người phụ nữ và trẻ em bình thường, làm mấy món bánh dân dã thôi, có gì không dám, ta thấy Yến Tích nói đúng. Hoàng đế không những không giận cố Yến Tích, còn tức giận với Hiến Vương, thấy hoàng thượng yêu ái người cháu trai lớn như vậy, Hiến Vương tức giận rời khỏi hoàng cung. Thấy huynh trưởng định vứt bỏ những chiếc bánh đắt tiền, Yến Tích may mắn hỏi xin lấy, cảm ơn huynh trưởng. Không lâu sau, cô Yến Tích lại tìm đến người trong lòng, còn mượn hoa dâng Phật mang bánh cho Hoa Chỉ ăn. Chẳng bao lâu trời bắt đầu mưa to, hai người trú dưới mái hiên để tránh mưa, nhưng lại bị các vị nguyệt lão đẩy cho càng ngày càng gần hơn, không khí chợt trở nên mập mờ. Sau cơn mưa, Hiến Vương thấy quầy hàng của nhà Hoa, trong cơn giận dữ, anh ta ra lệnh phá hủy quầy hàng, nhưng lại thấy cô Yến Tích cũng ở đó, đây là ai vậy, chính người này mới là chủ nhân. Lúc này, Hoa Chỉ cũng nhận ra danh tính của vị quý nhân trên xe ngựa, vừa muốn ngăn Yến Tích, nhưng ai ngờ anh ta chẳng sợ gì. Vài câu nói đã khiến Hiến Vương mua hết cả xe bánh, nhanh đóng gói đi, nhìn cái gì, không đi sao. Huynh biết người đó là ai không, toàn làm những chuyện đáng sợ, không biết sao, đừng làm gì. Một tên hạ nhân của Vương Phủ, qua cái cửa nói nhỏ với Thực Dược, có lẽ muốn hỏi về vụ hỏa hoạn trong cung của Vương Hậu mười mấy năm trước rốt cuộc là thế nào. Ngờ đâu cảnh tượng này đã bị sát thủ ẩn trên mái nhà nhìn thấy, đồng đại không nhớ ra được gì lắc đầu rời đi. Tuy nhiên, anh ta chưa đi được vài bước đã nhớ ra tất cả, rút pháo sáng ra định gửi tin cho thế tử. Kết quả lại bị sát thủ dùng dây sắt xiết cổ, trước khi chết anh đã kích hoạt pháo sáng. Các cao thủ của Thất Tư Ti nhận được tín hiệu lập tức đến hiện trường, tuy nhiên, đồng đại đã qua đời. Biết được người mình phái đi điều tra vụ tự thiêu của mẹ năm xưa đã chết, của mẹ, cô Yến Tích hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh nhận được một tin tức còn sốc hơn, muội muội ngươi, hóa ra chỉ mới gần đây. Cánh cửa sân của Thực Dược bỗng nhiên được mở ra, Thực Dược, sau hơn 10 năm chưa từng bước ra khỏi cửa, đã lấy hết can đảm nhảy ra ngoài, tiến vào thế giới mới lạ bên ngoài. Và ngay khi cô vừa rời khỏi nhà, kẻ sát nhân ẩn náu trong phủ đã đến phòng của Thực Dược. Thế giới bên ngoài khiến Thực Dược cảm thấy rất mới lạ, một người ăn xin cầm bát đến trước mặt cô không biết ý nghĩa, nên đã lấy ra một đồng tiền đồng từ trong bát, tiền của người ăn xin cũng muốn cướp à, Thực Dược không biết quy tắc của thế giới bên ngoài. Thấy người trước mắt trả tiền như vậy, ghi nợ vào tài khoản của huynh trưởng ta, cô ngay lập tức học theo nghiêm túc. Vậy là khi bị Bão Hạ chặn lại trả tiền sau khi ăn hai chuỗi kẹo hồ lô, cô đã nói theo, trả tiền nè,
ghi vào tài khoản của huynh trưởng ta, chờ đã, huynh trưởng cô, là ai? Hoa Chỉ thấy trời đã tối, không hỏi ra được địa chỉ nhà của Thực Dược, chỉ có thể dẫn cô về lại sân nhỏ. Mọi người thấy bộ dạng ngơ ngác của Thực Dược đều rất thương cảm, đối xử tốt với cô, Thực Dược cũng rất thích nơi này. Vào đêm khuya, cơn bệnh cũ của bà ngoại lại tái phát. Thực Dược chỉ đứng ngoài nhà lắng nghe tiếng ho của bà, liền nhận ra bài thuốc do Lang Trung kê không có tác dụng, không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Thay vào đó, cô đề xuất dùng đông hoa, vỏ cây dâu trắng và hoàng liên. Lang Trung cũng nhận ra đây là bài thuốc của vị thái y thời trước, rất ngưỡng mộ kỹ thuật y học của Thực Dược. Tam phu nhân cũng khen ngợi Hoa Chỉ đã tìm được một bảo bối lớn. Về đêm, biết được Thực Dược luôn bị gia đình khóa trong nhà, mười mấy năm chưa từng bước ra ngoài, Hoa Chỉ rất thương cảm, yêu thương kéo cô đi ngủ. Mặt khác, mọi người ở Thất Tư Ti đã tìm Thực Dược một đêm và khi họ định ra khỏi thành phố để tìm, họ gặp mặt Hoa Chỉ và mọi người đang đi ngược lại, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Dưới sự khích lệ của Hoa Chỉ, Thực Dược cũng bắt đầu giao tiếp và bán kẹo hồ lô. Lúc này cô gặp huynh trưởng mình, huynh ra ngoài như thế nào vậy? Nghe xong câu chuyện của muội muội, cô Yên Tích biết rằng việc muội muội lạc và Hoa Chỉ không liên quan là mình đã lo lắng quá mức. Có vẻ như Hoa Chỉ thực sự không biết danh tính của mình, ca ca, huynh định nhốt ta trở lại sao? Thấy muội muội không nỡ rời xa, huynh trưởng quyết định không để muội muội quay trở lại, nhưng muội nhất định phải nhớ, đừng nói với ai họ của muội là Cố, hóa ra ta họ Cố à. Cô Yên Tích nhờ Hoa Chỉ chăm sóc muội muội mình, như một lời cảm ơn, anh đã hái hồ lô cho Hoa Chỉ. Hoa Chỉ mời anh về nhà ăn tối, Thực Dược mệt mỏi và ngủ ngon lành trên xe. Lúc này, sát thủ đang theo dõi sau xe ngựa của ba người. Thấy con gái dẫn một người đàn ông về và cả hai vui vẻ nói chuyện bên ngoài cửa. Các bậc lớn tuổi muốn tìm hiểu về thân thế của Cố Yên Tích qua Thực Dược, không ngạc nhiên khi cô ấy không biết gì cả. Khi rời khỏi sân nhỏ, cô Yên Tích đã ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Vào đêm khuya, khi sát thủ chuẩn bị lợi dụng bóng tối hành động, những người của Thất Tư Ti đã sẵn sàng mai phục và ngay lập tức bắt được tên sát thủ mặc đen này. Ngươi thật là thiên tài, làm sao ngươi biết anh ta sẽ đến? Ban ngày ta đã cảm thấy có người theo dõi, đồng đại vừa mất thì họ đã nhắm vào Thực Dược, chắc chắn có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó. Khi chuẩn bị đưa người này đi, cô Yên Tích phát hiện vũ khí của tên này là dao, lập tức nhận ra không chỉ có một sát thủ, vội vàng chạy đến nhà của Hoa Chỉ nhưng đã muộn. Người mặc đen xông vào nhà định tấn công Thực Dược, Hoa Chỉ nhanh tay dùng kẹp tóc đâm vào đối phương, định dẫn Thực Dược rời đi nhưng bị đối phương dùng dây sắt kéo lại. Lúc này cô Yên Tích dẫn đội tới để tự vệ. Hoa Chỉ nói, có lẽ anh không biết, Thất Tư Ti luôn không quan tâm đến mạng người. Huống hồ mạng của tội nhân như ta, chẳng đáng giá, ngươi bắt ta chỉ là sợ hãi vô ích. Lúc này cô Yên Tích cũng rút cung nỏ ra, chiếc cung sắt này của ta, nếu được kéo căng, đừng nói là một người phụ nữ. Ngay cả một con bò một con ngựa cũng có thể bị xuyên thủng, đừng nói ngươi siết cổ cô ấy. Hoa Chỉ ngạc nhiên không biết đối phương có phải muốn cứu mình không, chưa kịp nghĩ nhiều cô Yên Tích đã bóp cò. Cô Yên Tích sau khi cứu Hoa Chỉ đã dẫn đội rời khỏi Hoa gia. Anh ấy dặn dò thuộc hạ chọn một số người giỏi, thay phiên canh gác bên ngoài nhà Hoa. Không thể để tình huống nguy hiểm như tối nay xảy ra lần nữa. Tối nay chúng ta làm bảo vệ à, ai bảo sếp của chúng ta, người yêu quý nhất ở đây chứ, dĩ nhiên là muội muội của anh ấy. Tần Di Nương cho rằng Thực Dược mang theo xui xẻo, vừa mới chuyển đến đã gặp trộm, Hoa Chỉ của trách cô ấy không nên nói như vậy. Nếu có xui xẻo cũng là xui xẻo của chính mình, thấy Hoa tỷ tỷ bị thương, Thực Dược đau lòng khóc cả đêm, thề sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, không để Hoa Chỉ bị thương nữa. Phía cô Yên Tích tìm thấy vàng trên người sát thủ, hai người được chủ thuê bằng số tiền lớn. Giải quyết người biết chuyện về vụ hỏa hoạn của Vương Phi ngày xưa, sau đó trở về Vương Phủ, cô Yên Tích cho Thực Dược tạm trú tại. Tin tức bên ngoài đã được thông báo cho Tiêu Di Nương. Tiêu Di Nương tỏ ra khá bất đắc dĩ, thử nghiệm muốn giữ Thực Dược lại ở Vương Phủ. Thấy Yên Tích quyết đoán, cô đành miễn cưỡng nói được một tiếng được. Cuối cùng cậu đã đưa Thực Dược đi đâu, bây giờ cô ấy có người đồng hành, cũng có chỗ ở, ngoài kia, còn đâu có thể so sánh được với Vương Phủ của chúng ta. Nhưng cô ấy ở đó, hạnh phúc hơn ở Vương Phủ hàng nghìn lần. Biết con gái sống hạnh phúc, Vương gia cũng không nói thêm gì nữa, hy vọng Thực Dược có thể quên đi những chuyện không vui ngày xưa. Cô ấy thân thiết với cậu, những chuyện trước đó, cô ấy có nhắc tới với cậu không? Lúc đó Thực Dược còn quá nhỏ, không nhớ gì cả, có lẽ việc quên đi là điều tốt đối với cô ấy. Mặt khác, trò chơi búp bê của Hoa Chỉ đã bị các tiểu thương khác sao chép, nên cô lại sử dụng ký ức hiện đại, làm một cái TV quay tay. Thấy gian hàng của nhà Hoa trưng bày hộp có kịch bản di động, trẻ em lại ùn ùn kéo đến quầy kẹo hồ lô của nhà Hoa. Với những sáng tạo mới lạ của Hoa Chỉ, kinh doanh dần dần tốt lên. Ngày hôm đó cô Yên Tích lại đến thăm Hoa Chỉ, đau lòng nhìn chiếc băng quấn quanh cổ cô, Hoa Chỉ không muốn đối phương lo lắng, nên nói dối là cổ không thoải mái không thể tiếp xúc với gió, nếu không biết nói dối, cô đừng nói. Đó cũng là vì Thực Dược, nếu không phải Thực Dược giúp ta bôi thuốc, có lẽ sẽ để lại sẹo, vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi. Yên Tích giúp Hoa Chỉ dọn hàng, thấy huynh trưởng Thực Dược rất vui, còn nói cho huynh trưởng một bí mật, cô ấy rất thích huynh. Muội nghe ai nói vậy?
Khi hai người ở cùng nhau, cô ấy rất vui vì cô ấy thích huynh, giống như ta thích huynh vậy, cô ấy cũng rất thích ta. Yến Tích vui mừng một hồi mới nhớ ra hỏi muội muội chuyện chính, có nhận ra trong phủ có một người tên là Đồng Đại không? Em gái nói rằng biết, Đồng Đại còn nói với cô một số lời kỳ lạ, Thực Dược diễn đạt không rõ ràng. Thấy không hỏi ra được gì, huynh trưởng liền dặn dò Thực Dược, chuyện hôm nay đừng nói với ai, kể cả Hoa Chỉ. Bên kia, Tam phu nhân quản lý sổ sách thu chi phàn nàn Hoa Chỉ gần đây mua nhiều thứ vô dụng thế nào, việc cần làm lúc này khi có tiền là thuê một số người bảo vệ. Hoa Chỉ dỗ dành Tam phu nhân, nói mình có cách kiếm tiền lớn, yêu cầu đối phương cho mình 3 tháng thời gian. Những ngày sau đó, Hoa Chỉ cho nha hoàn ghi chép số lượng người qua lại tiểu lâu, một tháng sau cô đưa điểm tâm do Phất Đông làm đến tiểu lâu Vân Lai thảo luận hợp tác. Họ muốn cung cấp điểm tâm cho tiểu lâu hàng ngày, không lấy một xu. Chủ quầy nghe thế tất nhiên đồng ý, nhưng chính là việc tặng miễn phí trong 3 tháng này đã khiến nhiều khách hàng ở kinh thành nếm thử được hương vị tuyệt vời của điểm tâm nhà Hoa. 3 tháng trôi qua, lợi nhuận tích lũy trước đó đều được Hoa Chỉ tặng đi. Tam phu nhân thực sự phàn nàn, nhưng Hoa Chỉ đã đến lúc thu hoạch. Hóa ra trước đó Hoa Chỉ chỉ cung cấp cho 3 tửu lâu tốt nhất ở Hoàng Đô, thấy 3 quán này kinh doanh rất thành công. Các tửu lâu khác không thể ngồi yên được nữa, lần lượt tìm đến Hoa Chỉ để thương lượng giá cả. Hoa Chỉ đưa ra giá 10 văn mỗi phần điểm tâm, chủ quán ngay lập tức đồng ý, sau đó quay đầu bán ra với giá gấp 12 lần. Hoa Chỉ kinh ngạc, Hoa Chỉ đã học được bài học, dự định sau này khi có khả năng cũng sẽ mở một tửu lâu mang thương hiệu Hoa Ký. Sau nhiều tháng nỗ lực của Hoa Chỉ, cô đã thông báo một tin tốt lành cho mọi người, chúng ta có thể chuyển về thành rồi. Thật sao? Về thành thì tốt quá. Bây giờ tiền kiếm được có thể thuê một dinh thự ở kinh thành, cũng có thể mở một cửa hàng Hoa Ký. Cô để mọi người lựa chọn và mọi người đều chọn chuyển về thành phố trước. Vậy thì mọi người đã quyết định như vậy, chúng ta cứ thế mà làm, mau chóng đặt dinh thự và cũng cần gấp rút thuê người bảo vệ. Ta sẽ đi đặt cọc ngay. Gia đình Hoa cuối cùng cũng đón được niềm vui chuyển nhà, một lần nữa chuyển về sống trong thành phố. Vừa vào sân, các phu nhân liền mang theo ý đồ riêng muốn chọn một phòng tốt nhất. Tổ mẫu rất tức giận, tất cả đứng lại, Hoa Chỉ, con chọn trước. Tổ mẫu cho rằng Hoa Chỉ quản gia vất vả nhất, nên xứng đáng chọn một căn phòng tốt nhất để ngủ cho thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều rất tôn trọng việc Hoa Chỉ quản gia, cho rằng chỉ có khi Hoa Chỉ ổn, gia đình này mới có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng việc gia đình Hoa nhanh chóng chuyển về kinh thành không tránh khỏi những lời dị nghị từ dân chúng, nhà toàn phụ nữ này, giữ được bao nhiêu bạc trắng, họ có giữ nổi không? Đúng lúc này, một nhóm người hùng hổ bước ra, mắng những người dân đứng ngoài lề mà nói xấu, người đến chính là Lý Quý, người bảo vệ cũ của nhà Hoa. Khi nhà bị tịch thu, anh ta là người đầu tiên chạy trốn, bây giờ thấy nhà Hoa trở về tuyển người bảo vệ, anh ta lại dẫn theo một nhóm người đến. Tất cả mọi người đều đã tìm được, 15 người đàn ông, cô nương đừng ghét bỏ chúng ta, ghét bỏ, 15 người đàn ông chặn ở cửa. Rõ ràng là muốn ép ta, giữ lại họ, dù Hoa Chỉ nói rằng tiền công chỉ bằng một nửa so với trước đây, Lý Quý vẫn mỉm cười đồng ý. Lúc này, Tần Di Nương tìm đến Tam Phu Nhân để xin ý kiến, nói muốn chuyển sang ở phía đối diện, Tây Viện. Tam Phu Nhân biết Tần Di Nương đang tính toán cái gì và khuyên bà ta đừng có ý định đó, nhưng thấy bộ dạng lệ rơi đầy tội nghiệp của đối phương. Bà ta lại không nỡ lòng, vì vậy nói rằng bây giờ Hoa Chỉ là người quản gia, cần xin phép cũng nên hỏi Hoa Chỉ. Trước yêu cầu của Tần Di Nương, Hoa Chỉ không suy nghĩ nhiều và đã vô tư đồng ý. Tần Di Nương mừng rỡ vô cùng, Tam Phu Nhân thở dài nói rằng Hoa Chỉ không biết bên trong có bao nhiêu điều mưu mẹo. Thấy Tần Di Nương từ xa chuyển đến đối diện mình, nhị phu nhân lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó tức giận đóng cửa sổ lại. Nghe nói Hoa Chỉ chuyển vào thành, cô Yến Tích cố ý tới tìm cô nhưng bị Lý Quý mắng. Lý Quý, đây là bạn ta, nhìn thấy người yêu đi đến từ phía trước, cô Yến Tích nhớ lại lời muội muội mình nói. Yến Tích tặng cho Hoa Chỉ một chiếc ám tiễn xinh đẹp, kể từ sau lần gặp nguy hiểm trước đó, anh rất quan tâm đến sự an toàn của Hoa Chỉ. Lý Quý thì mỉa mai nói, đại cô nương thật là không tầm thường, còn chưa xuất giá đã dẫn đàn ông về nhà rồi. Bây giờ nhà đã chuyển về, Hoa Chỉ lại cho hai em trai Bách Lâm và Bách Lễ tiếp tục học ở trường tư thục. Tiền bạc có thể kiếm lại vì đó chỉ là vật ngoài thân, nhưng gia học và văn mạch của nhà Hoa là thứ không thể mua được bằng tiền, cần được chuyển lại. Tổ mẫu rất đánh giá cao quan điểm của Hoa Chỉ. Tuy nhiên, Bách Lâm và Bách Lễ ngày đầu tiên đi học đã trốn học trở về nhà lén lút. Bách Lễ về phòng thì phát hiện Tần Di Nương đang lén lút trong phòng mình, Tần Di Nương lấy ra bút mình đã mua cho Bách Lễ. Kết quả, đối phương bị ném ra ngoài trực tiếp. Tần Di Nương khóc rồi rời khỏi phòng. Bách Lâm nói rằng bạn bè ở trường đều chế nhạo họ, gia đình Hoa đã làm tức giận hoàng đế, việc học cũng vô ích. Huống hồ còn không thể thi đỗ công danh, thậm chí thầy giáo cũng không quản lý hai anh em, vì vậy họ mới trốn học. Nhưng nhị phu nhân không giống Hoa Chỉ, biết con trai trốn học liền nghiêm khắc mắng mỏ, ngày mai nhất định phải đi. Từ nay về sau, đừng gọi ta là mẹ nữa, ta không có đứa con trai như con. Bách Lễ tức giận bỏ nhà đi, đêm khuya cả nhà đi tìm cậu. Bách Lễ trong lúc trốn tránh đã vô tình rơi xuống sông. Tần Di Nương cảm nhận được và không chút do dự nhảy xuống,
sau đó nâng Bách Lễ lên và được người bảo vệ cứu lên. Tần Di Nương vô ý lộ ra sự thật, con của ta, nhị phu nhân tức giận tát vào mặt Tần Di Nương, cô đã điên rồi à, hóa ra Bách Lễ chính là con ruột của Tần Di Nương. Do nhị phu nhân và nhị lão gia nhiều năm không có con, nên đã nhận con trai của Tần Di Nương là Bách Lễ nuôi nấng như con mình. Thấy mẹ đau khổ, Hoa Cầm tức giận chạy đi tìm Bách Lễ và kể sự thật cho cậu, để biết vì sao Tần Di Nương không ở cái nhà tốt đẹp của mình, lại muốn ở trong phòng củi không. Để biết tại sao cô ấy lúc nào cũng lén lút nhìn đệ không. Để biết tại sao cô ấy dù không biết bơi nhưng vẫn muốn không quan tâm đến mạng sống để cứu đệ không. Bởi vì đệ là con cô ấy sinh ra, Hoa Cầm nói cô ấy mới là mẹ đẻ của đệ. Thấy Tần Di Nương phá vỡ quy tắc, nhị phu nhân tức giận muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Tần Di Nương đang sốt cao ngày hôm đó, liền bị người ta cả giường lẫn chăn mang ra ngoài định vứt bỏ. Hoa Cầm quỳ xuống xin xỏ nhưng không ai quan tâm đến cô. Nhìn kìa, cô ấy thật đáng thương, có chuyện gì vậy? Đại cô nương, đừng trách ta hôm nay không nhìn mặt con, nếu con thật sự muốn giữ cô ấy lại. Vậy thì ta cũng sẵn sàng cùng cô ấy bỏ mạng, quyết không từ bỏ. Hoa Cầm quỳ trước mặt Hoa Chỉ, cầu xin cô cứu lấy mẹ mình. Bây giờ Tần Di Nương bị đuổi ra khỏi nhà chỉ còn đường chết. Bây giờ toàn bộ nhà đều do Hoa Chỉ quản lý. Sau khi cân nhắc lợi ích, Hoa Chỉ đề nghị cho Tần Di Nương đi làm việc ở quán Nguyệt Tú, mỗi tháng trừ 3 ngày về báo cáo, còn lại không được về nhà. Nhị phu nhân cũng cho Hoa Chỉ một mặt mũi và Tần Di Nương đã được mang ra khỏi nhà Hoa như vậy. Bách Lễ đang nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng, thấy nhị phu nhân bước vào, anh vội vàng giả vờ đọc sách. Nhị phu nhân muốn vuốt ve con trai nhưng lại buồn bã dừng tay lại. Khi cô ấy quay người định rời đi, Bách Lễ đã gọi cô ấy lại và thề sẽ học hành chăm chỉ. Nhị phu nhân mất hồn mất vía bước ra khỏi cửa nhưng bị người bảo vệ Lý Quý chặn đường. Không ngờ Lý Quý, một người đàn ông bên ngoài, không có một chút quy tắc nào dám vào khu vực nội viện, còn dám vươn tay đòi tiền từ nhị phu nhân, xin lỗi đã làm phiền. Sau này xin hãy chăm sóc Bách Lễ nhiều hơn, đó là điều đương nhiên. Mặt khác, tể tướng Thẩm Trung Hành gửi quà muốn làm hài lòng Hiến Vương nhưng bị từ chối. Sau đó ông gọi cháu trai lớn của mình, Thẩm Kỳ, một người mặc trắng, buộc Thẩm Kỳ dùng danh nghĩa của mình mời Hiến Vương đến nhà uống trà. Gia đình Hoa bị oan, tổ phụ không giúp cũng thôi, bây giờ lại càng định bợ Hiến Vương, dù Thẩm Kỳ tức giận nhưng vẫn bất đắc dĩ viết lời mời. Thẩm Kỳ không chịu nổi thái độ làm màu của tổ phụ và người kia, ngay lập tức rời khỏi nhà Thẩm, dự định thuê một viện nhỏ để tự mình thi cử. Trên đường tình cờ gặp Hoa Chỉ và một người khác, Hoa Chỉ tỏ ra rất tốt bụng, nhất quyết muốn giúp anh ta chuyển nhà. Giác quan thứ 6 của đàn ông khiến cô Yến Tích không yên tâm để hai người ở một mình, liền cùng đi giúp. Thấy thái độ nhiệt tình của Hoa Chỉ với Thẩm Kỳ, Yến Tích cảm thấy ghen tị không ít, tôi sẽ đưa các người, Thẩm huynh. Không cần đưa đâu, vì trường học bên ngoài không chấp nhận họ nhà Hoa, Hoa Chỉ dự định tự mình mở một trường học cho dòng họ. Nhưng dù cô cố gắng trả thêm tiền thế nào, dù đã sớm đi muộn về, tìm kiếm hầu như khắp thành phố nhưng không ai dám đến dạy cho con cháu nhà Hoa. Thương, nông, công, thủ là lời nguyền không thể tránh khỏi. Trước khi về nhà, cô Yến Tích lại giả vờ như là vì muội muội, mời Hoa Chỉ đi dạo phố cùng mình, cô và Thực Dược có vóc dáng tương tự, giúp ta thử này. Rất vừa vặn, Thực Dược thấp hơn ta một chút. Hơn, bà chủ, còn có áo nào ngắn hơn cái này không? Chỉ lấy cái này thôi, bộ đồ này rất hợp với cô, đúng là lời của thiếu gia, giữa người và người là phải có sự trao đổi. Hoa Chỉ cũng chọn cho cô Yến Tích một bộ. Không phải nói một cặp đôi tốt, hai bộ áo này thực ra là làm từ một mảnh vải. Nhìn này, hoa văn còn trùng khớp nữa, lúc này hai người đều cảm thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt. Sau khi biết không ai sẵn lòng dạy cho nhà Hoa, cô Yến Tích nói sẽ có cách. Nghe giọng huynh, tưởng huynh sẽ đến cửa bắt cóc, đừng nói lung tung, ta là người tốt tuân thủ pháp luật. Lúc này, Thẩm Kỳ ra ngoài để phê bình thơ cho bạn bè, nhưng lại vô tình nghe thấy học giả ở bàn bên cạnh chế nhạo nhà Hoa. Toàn là phụ nữ và trẻ con, dễ gây ra lời ra tiếng vào. Mặc dù học bổng khá hậu, cuối cùng cũng không phải là nơi tốt nhất, ngay cả khi Khổng Tử còn sống đến nhà họ, cũng chẳng thể dạy ra được một nửa người học trò xuất sắc. Thẩm Kỳ tức giận đập bàn, nhà Hoa chỉ vì không có đàn ông mà bị chế nhạo như vậy, không có đàn ông, có thể không phải là chuyện nhỏ, chẳng hạn như anh bạn này. Với dáng vẻ như thế, nếu đến nhà họ dạy học, thì toàn bộ là những thiếu nữ đang tuổi xuân và phụ nữ đầy sức quyến rũ, không biết sẽ lan truyền ra những tin đồn thế nào đây. Mọi người càng nói càng quá đáng và vô liêm sỉ, Thẩm Kỳ bảo họ làm nhục danh dự của người đọc sách, huynh tức giận cái gì? Tranh luận vô ích, những học giả có danh tiếng sẽ không thể đến nhà họ dạy học, lẽ đó huynh không hiểu sao? Trong khi đó, người bảo vệ lại tìm đến Hoa Chỉ nói, tiền công hàng tháng hơi ít một chút, trong nhà này toàn là phụ nữ và trẻ con. Nếu làm tổn thương bất kỳ ai đều sẽ gặp rắc rối. Khi Hoa Chỉ mời anh tham gia lễ đoan ngọ cùng mình, cô Yến Tích lễ phép cúi đầu xin lỗi, bởi vì ngày mai anh có một bữa tiệc gia đình không thể từ chối. Vào ngày lễ đoan ngọ, hoàng đế tổ chức một bữa tiệc lớn trong cung. Khi thấy thế tử đến, hoàng đế lập tức vui mừng, thậm chí trực tiếp đuổi đi hoàng tử bên cạnh để cô Yến Tích ngồi cạnh mình. Những hoàng tử này hàng ngày luôn phục vụ bên cạnh con ta,
chỉ có một người con trai này, bây giờ không thể ở bên cạnh phục vụ rượu được. Các hoàng tử của Trẫm cộng lại cũng không bằng Yến Tích một mình. Nếu nói Trẫm có gì ghen tị với ngươi, đó là ngươi có một người con trai tốt. Hoàng huynh luôn công khai và âm thầm tranh giành con trai mình, điều này khiến vương gia rất tức giận. Tại sao Tích Nhi không về nhà, không cần quan tâm đến anh ấy, ở trong cung này, anh ấy tự do thoải mái, tốt nhất là không có Lăng Vương phủ, anh ấy mới vui vẻ. Sau đó, hoàng đế lại gọi Yến Tích uống một chút, phàn nàn rằng mình đã đi mời Thái hậu từ vài ngày trước, nhưng hôm nay bữa tiệc gia đình Thái hậu vẫn không đến. Hoàng đế biết Thái hậu giận mình vì sự việc nhà Hoa bị tịch thu, thêm vào đó, nữ quyến nhà Hoa chỉ trong vài tháng đã từ nông thôn chuyển về kinh đô. Hoàng đế tin rằng nhà Hoa đã nhận được sự giúp đỡ của Thái hậu nên mới có cơ hội để thở. Bạn có biết không, trong cung phượng tường của Thái hậu thường xuyên có thư mật được gửi đi, từ mùa đông năm ngoái đến nay đã có tới 7 bức thư. Việc của cung cấm, ta không dám điều tra, không sao, Yến Tích hãy giúp ta điều tra xem, Thái hậu và nhà Hoa rốt cuộc có mối liên hệ gì. Yến Tích rời khỏi cung cũng thấy bất lực, trong cung lớn lao kia, bao gồm cả bản thân mình, hoàng đế không tin tưởng ai, ngay cả Thái hậu cũng không ngoại lệ. Khi trở về nhà, tình cờ gặp Hoa Chỉ vừa phát cháo xong ở ven đường, anh liền thay đồ thường phục xuống xe bắt chuyện, món sơn hào hải vị trong cung không bằng một bát cháo loãng của cô gái Hoa Chỉ. Chờ một chút, Hoa Chỉ gọi Yến Tích lại, giúp anh đeo lên sợi dây năm màu mang ý nghĩa bình an. Cô thấy ta thế nào, ai lại không biết xấu hổ như huynh, cứ phải nghe người khác khen ngợi. Ta muốn ứng tuyển làm thầy giáo cho gia đình cô. Hoa Chỉ vài ngày trước vẫn còn lo lắng không tìm được thầy giáo dạy học cho em trai và em gái. Sau khi biết chuyện, Yến Tích nghĩ đến Mục Thừa Chi, một học giả lớn từng đứng trong cung quát mắng các quan lại và ném mũ rời đi. Mục Thừa Chi đang nghỉ ngơi trong sân, bỗng nhiên nhận được một chiếc thư từ Thất Tư Ti, anh lầm tưởng hoàng đế vì chuyện ngày xưa cuối cùng đã muốn trừng phạt mình, nên đã tắm rửa, đốt hương chuẩn bị đi chết. Chỉ tiếc là không thể ăn được bánh ngọt nhà Hoa nữa, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, anh yêu cầu học trò mở chiếc thư tống, nhưng phát hiện nội dung thư lại là về nhà Hoa. Thông báo tuyển dụng thầy giáo dạy sách của gia đình, Mục Thừa Chi trông có vẻ bối rối. Đúng lúc đó, học trò của ông là Thẩm Kỳ tìm gặp, cũng mang theo thông báo và mong ông đến nhà Hoa dạy học. Vì thế, ngày hôm sau, thầy Mục đã đến nhà Hoa để dạy học. Hoa Chỉ hiểu lầm rằng thầy giáo đến nhà Hoa dạy học là nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Kỳ, không biết rằng thực ra đây là công lao của cô Yến Tích. Bây giờ nhà đã có thầy dạy văn, nhưng trong viện vẫn cần một thầy dạy võ, chỉ vì người giữ viện Lý Quý và con trai của ông ta ngày càng trở nên quá đáng. Lý Quý không chỉ dám đe dọa các bà chủ để lấy tiền boa, con trai ông ta còn như một kẻ lưu manh, lảng vảng quấy rối các cô nha hoàn trong nhà. Tiền lương tháng này hơi ít một chút, nếu ai đó bị thương thì không tốt đâu. Bạn muốn tăng bao nhiêu? Lần này tăng gấp đôi, đêm nay còn phải canh giữ cổng, nếu có trộm vào cũng không tốt. Được thôi, ta đồng ý với bạn ra ngoài đi. Hoa Chỉ tạm thời ổn định được Lý Quý và con trai ông ta, nhưng mặt khác lại tích cực tìm kiếm một thầy dạy võ phù hợp. Thầy dạy võ nhất định phải là người có đạo đức tốt và kỹ năng xuất sắc mới có thể chấn áp được những người như Lý Quý. Đầu tiên thuê thầy dạy võ với danh nghĩa, sau đó tận dụng một cơ hội tốt để thay thế Lý Quý và con trai ông ta. Vào buổi tối, Hoa Chỉ đi thăm bà nội, nhưng phát hiện bà đang đọc thư. Bao nhiêu lá thư này? Tất cả đều do một người viết, chúng ta đã liên lạc bằng thư từ được 40 năm, đây chỉ là một phần nhỏ. Hoa Chỉ muốn mời vị bà nội bí ẩn này đến nhà ngồi chơi, nhưng bà nội đột nhiên đổi chủ đề. Hoa Chỉ vẫn chưa biết người bạn thư mật bí ẩn này chính là Thái hậu đương triều. Vì những ngày này Hoa Chỉ luôn bận rộn tìm thầy dạy võ, nên không có ai chơi cùng Dược Dược. Khi thấy anh trai đến tìm mình, Dược Dược rất vui mừng. Hoa tỷ tỷ quá bận rộn, không chơi cùng Dược Dược. Tỷ ấy bận làm gì vậy? Tỷ ấy đang tìm năm thầy giáo. Năm thầy giáo là gì vậy? Tỷ nói với ta, năm thầy giáo là những thầy giáo biết đánh nhau. Ta hỏi cô ấy 6 thầy giáo là gì, cô ấy không trả lời được. Dược Dược hứng thú muốn anh trai đến ứng tuyển làm năm thầy giáo, như vậy mình có thể mỗi ngày đều gặp anh trai. Đến đêm đoan ngọ, ta muốn ứng tuyển làm thầy giáo dạy võ cho gia đình cô. Khi nhà có một thầy giáo dạy võ đẹp trai như vậy, các cô gái trong nhà rất mê mẩn, nhưng Lý Quý và con trai của ông ta lại không vui. Một người đàn ông vì muốn làm rõ nhiệm vụ hoàng đế giao cho mình, đã lẻn vào phòng ngủ của bà nội Hoa Chỉ vào ban đêm, dự định tìm kiếm thư mật Thái hậu gửi từ cung. Nhưng lúc này, bên ngoài sân lại truyền đến tiếng động, chỉ thấy con trai Lý Quý say xỉn lảo đảo, Lý Quý mắng nhiếc không thể dựa vào. Sao không thể kiếm chút thể diện, dùng một số mánh khóe để giữ Hoa Chỉ lại, như vậy tài sản của nhà Hoa sau này sẽ thuộc về họ Lý. Loại phụ nữ này, cho ta cũng không cần, còn kén chọn, ngươi tưởng ngươi là thái tử à? Con trai Lý Quý rất khinh thường lời mắng mỏ của Lý Quý, say sưa đi vào nội viện. Tình cờ thấy một cô nha hoàn xinh đẹp đang may quần áo, anh ta thích những phụ nữ dịu dàng và xấu hổ như vậy, ngay lập tức khóa trái cửa phòng dự định chiếm đoạt. Ta là tổng quản bảo vệ nơi này, nếu dám kêu lên, trước hãy chịu 30 gậy rồi mới đuổi đi. Buông ra, Hoa Chỉ nghe thấy tiếng cầu cứu, không nghĩ ngợi liền lao tới.
anh đang làm gì vậy? Thấy cô nha hoàn bị bắt nạt, Hoa Chỉ nhặt cái bình nước lên và đập vào đầu Lý Kế Tông. Sau khi đứng dậy, phần lớn cơn say của Lý Kế Tông cũng tan biến. Thấy người đến là Hoa Chỉ, lập tức quay ngược lại sự thật nói rằng cô nha hoàn trước đã quyến rũ mình. Lý Kế Tông, anh còn biết luật pháp không? Lúc này, Lý Quý cũng nghe thấy tiếng động chạy tới, nói rằng luật pháp bên ngoài anh không biết, nhưng luật pháp trong nhà Hoa bây giờ là của hai cha con anh ta. Hai người lập tức định giết chết để bịt miệng. Thấy mạng sống bị đe dọa, Hoa Chỉ lập tức bắn ra tên lửa từ ống tên mà cô Yến Tích trao cho mình. Cô Yến Tích xuất hiện đúng lúc, trực tiếp giải quyết Lý Quý và con trai. Thấy mình bị thất thế, Lý Quý hét lên kêu gọi tất cả người bảo vệ trong viện tụ tập lại. Hoa Chỉ sau đó đứng ra nói rằng sự việc hôm nay hoàn toàn do Lý Quý và con trai gây ra, không liên quan đến những người khác, tiền lương của họ trong nhà Hoa vẫn như cũ. Mọi người nghe thế đều quay ngoắt lại, chỉ theo Hoa Chỉ, kéo Lý Quý và con trai ra đánh 100 gậy rồi ngày mai đưa đến nha môn. Đối mặt với cô nha hoàn vẫn còn hoảng sợ, Hoa Chỉ đã đưa cho cô một số quần áo và tiền bạc, nhưng cô ấy lại quỳ xuống xin ở lại làm việc tại nhà Hoa. Hoa Chỉ thấy người này đáng thương nên đã nhận cô ấy vào nhà, còn đặt tên là Niệm Thu. Sau sự việc, cô Yến Tích rất lo lắng cho Hoa Chỉ, may mắn tối nay mình có mặt, nếu mình không ở đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Biết được Hoa Chỉ có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong nhà Hoa, cô Yến Tích cũng âm thầm thề sẽ bảo vệ Hoa Chỉ. Ngày hôm sau, cô Yến Tích dạy mọi người tập võ, còn trực tiếp chỉ dạy Hoa Chỉ cách sử dụng tên lửa. Sân tập võ lập tức được bao phủ bởi bong bóng hồng. Sau đó, anh cũng dạy Hoa Chỉ cách cưỡi ngựa. Con ngựa của cô Yến Tích rất khó tính, người bị nó đá gãy chân không dưới 10 người cũng phải 8, nhưng Hoa Chỉ vừa cưỡi lên, con ngựa liền trở nên rất dễ bảo. Hoa Chỉ nhanh chóng học được, tự hào học theo cô Yến Tích thổi một tiếng huýt sáo, nhưng kết quả, cô Yến Tích trực tiếp bước lên và ổn định con ngựa. Cô thổi huýt sáo làm gì? Ta học huynh đấy. Cô học không giống, ngựa còn nghe không hiểu nữa là, thì huynh chưa dạy ta. Lần sau sẽ dạy cô. Với cô Yến Tích đứng phía sau, Hoa Chỉ làm sao còn tâm trí mà cưỡi ngựa nữa. Con ngựa bên cạnh còn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Khi hai người đang vui vẻ cưỡi ngựa, bà nội đột nhiên đến. Bà yêu cầu cô Yến Tích quay một vòng, có vẻ như đang đánh giá xem chàng rể tương lai có xứng đáng với Hoa Chỉ hay không. Nhìn con ngựa trước mặt, bà nội nhớ lại khi còn trẻ, mình vô tình chạy đến bên cạnh một căn nhà đổ nát. Bước vào sau đó phát hiện một học sinh nghèo, ai ngờ rằng cuối cùng lại gắn bó với người đó cả đời. Người học sinh đó sau này chính là Hoa Tướng. Cha ta là một hầu tước, mẹ ta là một quận chúa, ta đã phải lòng một chàng trai nghèo. Kết quả là đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn trong nhà, nhưng rất nhanh, ông nội con đã thi đỗ trạng nguyên và không còn gì để nói nữa. Nếu như không đỗ được thì sao? Ta đã nghĩ qua, tệ lắm thì ta sẽ cùng ông ấy bỏ trốn. Bà nội ta nói những lời này là để cho Hoa Chỉ không sợ hãi ánh mắt của thế tục, đừng nhìn vào gia thế, cửa ải, tương lai hay danh vọng, đó không phải là tìm người yêu mà là làm ăn mua bán. Nếu có một ngày, có một người, khiến trái tim con cũng như thế, đập thình thịch, nhớ lấy nhé, đó chính là người ấy. Qua sự chỉ bảo của bà nội, Hoa Chỉ cũng nhìn rõ người mình thích chính là cô Yến Tích. Sau khi Hoa Chỉ đi, bà nội đùa cợt rằng, lúc nãy, bà đã thấy hai người họ cưỡi ngựa chưa, học theo cách này, 3 năm 5 năm cũng không thể học được, vì tâm trí họ không ở trên lưng ngựa. Bà nội gọi cô Yến Tích lại và hỏi xem anh có thích Hoa Chỉ không, không cần phải nói cho ta biết, phải nói cho ai, con biết đấy. Sau đó, khi thấy cô Yến Tích, Hoa Chỉ đã lấy hết can đảm để hỏi, Yến Tích, huynh nghĩ gì về ta? Không ngờ cô Yến Tích sau khi suy nghĩ kỹ càng đã nói, coi cô là tri kỷ. Mấy ngày trước, tiệm bánh ngọt của Hoa Chỉ cuối cùng cũng khai trương, các chủ nhà hàng lớn đã đến ủng hộ, kinh doanh có thể nói là rất phát đạt. Tuy nhiên, dù cho các tầng lớp như sĩ, nông, công, thương, dù cuộc sống ngày càng tốt lên, nhưng Hoa Chỉ là một phụ nữ, việc hàng ngày phải đối mặt và kinh doanh không tránh khỏi bị người ta bàn tán. Một số người dân nhàm chán thậm chí còn gọi Hoa Chỉ là nàng Tây Thi bán điểm tâm, bách lân bách lễ còn không dám ngẩng đầu trước bạn bè. Gia đình cậu mở cửa hàng, bán thức ăn, tỷ tỷ cậu đã trở thành trò cười ở kinh thành, hai người vì tức giận mà đã đánh nhau với họ. Nhị phu nhân đã tìm đến Hoa Chỉ vì việc này, muốn Hoa Chỉ giao cửa hàng cho người đàn ông quản lý bên ngoài. Một cô gái không nên xuất hiện trước mặt người khác để tránh bị bàn tán, nhị thẩm cũng cảm thấy ta làm mất mặt, cảm thấy gia đình Hoa làm ăn mất mặt sao? Không thể nói như vậy, trước đây lạnh giá đói khát, đừng nói là làm ăn, dù là đi khất thực cũng phải làm, nhưng bây giờ, đã khác rồi, nhưng ông nội và họ vẫn ở phương Bắc. Khi nhắc đến đây, nhị thẩm cũng không tiện nói thêm gì, dù sao họ cũng phải liên tục kiếm tiền để chuộc tội cho lão gia và những người khác. Trong khi đó, Hoa Linh cũng không hài lòng với công việc kinh doanh hiện tại của gia đình Hoa. Cô ấy trước đây là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn của kinh thành, không thể chịu đựng được người dân bàn tán về mình, dù lời nói có khó nghe một chút, nhưng cũng không thể thiếu cô một hoặc hai miếng thịt. Tam phu nhân gần đây vì kinh doanh phát đạt, chỉ việc tính toán đã bận rộn không thể ngóc đầu lên được, không có thời gian nghe con gái nói lung tung, Hoa Linh cho rằng mẹ mình thiên vị. Ngày nay, ngay cả con gái mình cũng không quan tâm,
mà chỉ thân thiết với Hoa Chỉ, nói xấu Hoa Chỉ ngay trước mặt, cho rằng tất cả danh tiếng tốt đẹp đều bị Hoa Chỉ chiếm mất. Những lời nói như gió lạnh này vừa lúc bị Hoa Chỉ nghe thấy, cô ta vẫn kiêu ngạo không chịu nói chuyện với Hoa Chỉ. Hoa Chỉ vừa muốn chạy theo dỗ dành thì bị Tam phu nhân kéo đi, Tam phu nhân mắng nàng hầu của Hoa Chỉ. Niệm Thu, quá ngốc, ngay dưới mắt mình còn tính sai, chẳng lẽ ta phải tự mình tức chết vì một cái khay này sao? Và Niệm Thu cũng không cố ý tính nhầm, càng sợ thì càng sai thì càng sợ hãi. Nhìn Niệm Thu đáng thương, cùng với Nhị Thẩm bận rộn với sổ sách đến đau đầu, Hoa Chỉ cũng không biết phải làm gì, một mình ngồi dại ở sân tập. Yến Tích thấy vậy đến ngồi cạnh cô, còn ân cần đắp áo khoác của mình lên người cô, ta có thể tựa vào một lát không? Nhìn Hoa Chỉ tựa vào vai, Yến Tích biết mình không thể cho cô bất cứ thứ gì, tiếp tục đi về phía trước chỉ có thêm sự lừa dối, nhưng lại có thể làm gì được chứ? Ít nhất là bây giờ có thể cho cô một chút hơi ấm. Theo ta, nếu không được thì cứ để những sổ sách này cho đại cô nương tính, ta cũng bận không xuể, cứ ném cho Chỉ Nhi, cô ấy làm sao có thể biến ra được ba đầu sáu tay chứ? Lúc này, nhị phu nhân bỗng nhiên sáng suốt, gọi nha hoàn lén lút đi tìm Hạ Minh của nhà họ Hạ. Hạ Minh trước đây là nô bộc trong nhà mẹ đẻ của bà. Từ nhỏ theo bà học cách quản lý sổ sách, sau khi bà kết hôn vẫn giới thiệu Hạ Minh làm nhị trưởng quầy. Cô ấy tìm Hạ Minh đến để giúp mình tính toán thật là thích hợp, chỉ là không biết Hạ Minh bây giờ có đáng tin cậy không. Trong khi đó, Thẩm Hoán và một số người khác đã nhầm Dược Dược là Hoa Chỉ, cố ý tiến lên định bắt nạt và trêu chọc cô. Khi biết nhóm người này muốn bắt nạt Hoa tỷ, Dược Dược tức giận tiến lên, không nói hai lời đã rút kim bạc ra và châm chích một trận. Cô không phải là Hoa Chỉ, nhớ kỹ này, ta tên là Dược Dược, ngươi nếu dám bắt nạt Hoa tỷ của ta nữa, ngươi thử xem. Thẩm Hoán và bốn người khác sợ hãi quay đầu chạy trốn, Thẩm Hoán mất mặt trước bạn bè, cả ngày không thể quên được cô gái ngốc nghếch mà hung dữ kia. Ngày hôm sau, anh ta lại tìm đến cửa hàng của nhà Hoa, Dược Dược tưởng rằng đối phương lại đến bắt nạt Hoa tỷ, liền lén lút bỏ thuốc vào bánh mà họ mua, đồng thời thả lỏng lẻo ngựa của họ, con ngựa của ta, chạy nhanh lên nào, con ngựa có thể bị mất đấy, sau một hồi như vậy. Mặt của Thẩm Hoán bị phất ban đỏ, anh ta và một số bạn bè muốn trả thù giúp anh ta, liền bàn bạc đưa Dược Dược đến quán rượu để chơi một trò. Thẩm Hoán cảm thấy không đúng và không đồng ý, ba người liền lén lút tìm đến Dược Dược, lừa cô rằng Thẩm Hoán từ khi bị cô châm đã phất ban đỏ, sốt cao không giảm và sắp không qua khỏi. Dược Dược nghe vậy liền theo ba người đó định đi cứu Thẩm Hoán. Những người nha hoàn thấy Dược Dược biến mất liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vừa lúc bị Thẩm Hoán nghe thấy, anh ta liền cảm thấy không lành. Lúc này ba người đã dẫn Dược Dược đến quán rượu. Dược Dược nhận ra không đúng nhưng bị ba người kéo lên mạnh bạo, chơi một chút thôi mà, thôi đi. Chọc chọc cô ấy một chút thì sao, cùng nhau chơi một chút đi mà. Thẩm Hoán muốn bảo vệ Dược Dược nhưng lại yếu đuối, bị ba người đánh đập một trận. Sau khi mọi người đánh xong thì bỏ đi, nhóm người đó đã đi xa rồi, cô cũng nhanh chóng về nhà thôi. Lần trước cái kim đó đâu rồi, cô không phải rất giỏi sao? Chỉ biết châm ta à, không mang theo, chỉ hôm nay không mang theo, được rồi, đừng khóc nữa, sau này, ta chắc chắn sẽ mang theo hàng ngày, không thể quên mang nữa. Khi xem những bộ phim truyền hình mà nam nữ chính đều mở miệng chê bai, thực sự là một cảm giác thú vị như thế nào đối với Tuyến Vũ. Cô Yên Tích đến nhà họ Hoa với mục đích, nhưng dần dần bị hấp dẫn bởi đại cô nương của nhà họ Hoa. Và khi mối quan hệ giữa họ càng trở nên thân thiết, Hoa Chỉ càng nghi ngờ về thân phận của cô Yên Tích. Cô ấy không hỏi trực tiếp, chỉ cảm thấy rằng một ngày nào đó nếu cô Yên Tích muốn nói, anh ấy tự nhiên sẽ kể cho cô ấy biết, ta mồ côi mẹ từ nhỏ, cha ta tái hôn. Từ nhỏ ta được dì dượng dạy dỗ, cô Yên Tích cũng muốn kể cho Hoa Chỉ nghe về câu chuyện và nguồn gốc của mình, nhưng lại lo sợ rằng sau khi nói ra, họ sẽ không thể vui vẻ như hiện tại nữa. Sau khi quay về, anh ấy hỏi Trung Thúc, bên cạnh cụ Hoa ngày xưa có một cô bé khoảng 7-8 tuổi làm đồ đệ không? Trung Thúc lo lắng rằng điều này sẽ gây rắc rối cho Hoa Chỉ, nên đã nói dối rằng bên cạnh cụ Hoa chỉ có một mình ông. Anh ấy nhắc nhở Hoa Chỉ rằng lòng người khó đoán, cần phải cảnh giác với cô Yên Tích. Trong một khoảng thời gian sau đó, với sự giúp đỡ của cô Yên Tích, Hoa Chỉ đã mở một lớp học về kinh doanh từ miệng của cô Yên Tích. Mọi người hiểu được thế nào là phương Bắc, ai nấy đều khen ngợi cô Yên Tích có năng lực. Để làm cho các em nhỏ nhà họ Hoa tự trọng và tự tin, cô Yên Tích đã cho các em tập hợp lại chạy quanh thành phố từ sáng sớm, vừa chạy vừa học thuộc lòng. Ban đầu, các em cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu, tự tin lên, nói to hơn, cảm thấy mất mặt, bây giờ không ở trong gia đình quan lại nữa mà đã trở thành thương nhân, không dám ngẩng đầu lên. Thấy em gái nhỏ tuổi vẫn tự tin trước mặt người khác, mọi người cũng bắt đầu theo sư phụ chạy lên. Dưới sự giáo dục của Hoa Chỉ, trường học nhà Hoa còn mở các khóa học về mổ xẻ, canh tác và nhiều kỹ năng khác, thực sự thực hiện được nội dung của bài học trực tiếp. Hoa gia thứ nữ nghe nói nhà mình mở trường học, cũng gửi con trai về học, vì gia đình Hoa sa sút, Nhị Thẩm cũng biết rằng cuộc sống ở nhà chồng không dễ dàng. Tuy nhiên, người đáng thương nhất vẫn là Thẩm Hoán, vì cứu Dược Dược mà ban ngày vừa bị đánh một trận. Biết em gái bị bắt cóc, cô Yên Tích tức giận, trực tiếp cho người của Thất Tư Ti đánh một trận những kẻ đã bắt nạt em gái.
Đối với Thẩm Hoán, mặc dù anh ấy đã cứu được em gái, nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ anh. Hơn nữa đối phương còn chửi Hoa Chỉ, anh là Thẩm Hoán, đúng không? Đúng vậy, anh định bắt nạt Hoa tiểu thư, nhưng lại nhầm người, còn bị châm, anh biết từ đâu. Hôm sau, người dưới quyền Cố Yến Tích báo cáo, phát hiện ma ma của Hoàng hậu hôm nay ra khỏi cung và đã để bảo vật ở tháp hương của ngôi chùa. Và không bao lâu sau, ma ma của bà ngoại nhà Hoa cũng đến chùa. Giả vờ lên chùa cầu phúc để lấy đi bảo vật, bà ngoại mở hộp ra vui mừng nhưng phát hiện bên trong trống không, không có thư tử. Cảm thấy có điều không lành, ngay lập tức gọi Hoa Chỉ đến, yêu cầu cô giúp mình tịch thu lại những bức thư trong những năm qua. Trong 40 năm, đây là lần đầu tiên hộp trong chùa trống rỗng, bà ngoại đoán rằng có người biết được mối liên lạc giữa bà và Hoàng hậu ma ma. Những bức thư này chắc chắn không thể giữ lại được, vì vậy mới nhờ Hoa Chỉ tịch thu một bản để giữ làm kỷ niệm. Đêm đó, Hoa Chỉ đang tịch thu thư, bỗng nhiên nghĩ đến Cố Yến Tích, liền chạy đến sân tập muốn gặp anh. Nhưng vừa lúc thấy người hầu đang báo cáo cho Cố Yến Tích, cô nhận ra người này là một trong Thất Tư Ti. Biết được sự thật, Hoa Chỉ quay người bỏ đi nhưng bị người của Thất Tư Ti phát hiện, có người, là Hoa Chỉ. Hoa Chỉ đi được vài bước thì dừng lại, nắm chặt tay rồi bước vào sân đối mặt, bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện đi, anh định giết ta sao? Hoa Chỉ bảo anh sau này khi dọa người phải rút dao ra, đừng chỉ nói miệng. Cô biết rõ Cố Yến Tích không sẽ làm hại mình, và quả nhiên Yến Tích nói với cô rằng anh đến nhà họ Hoa để điều tra những bức thư mật mà Hoàng hậu ma ma gửi đi. Biết được những bức thư đều do Hoàng hậu ma ma viết, Hoa Chỉ dẫn Cố Yến Tích đến phòng mình. Khi chứng kiến những bức thư mật, Cố Yến Tích rất ngạc nhiên vì bên trong không hề có điều gì đáng xấu hổ. Chỉ là những tâm sự giữa hai người bạn thân từ thuở nhỏ, Hoa Chỉ cũng hiểu rõ ý đồ của bà ngoại khi yêu cầu mình tịch thu chúng. Yến Tích ở trong phòng đền bù cho cô cho đến tận sáng, sau khi Hoa Chỉ tịch thu xong, anh mới mang những bức thư này vào cung để yết kiến hoàng đế. Sau khi xem xét những bức thư, hoàng đế cảm thấy rất buồn cười, hoàng hậu ma ma ở cái tuổi này vẫn tốn công sức gửi thư, cuối cùng chỉ để trò chuyện phiếm. Ông nhắc nhở cháu trai rằng trong việc làm phải quyết đoán, không được như hoàng hậu ma ma quá nhiều tình cảm và mẫn cảm. Nghe nói anh ở nhà họ Hoa để điều tra chuyện của hoàng hậu ma ma, Cố Yến Tích lập tức giải thích rằng mình đến nhà họ Hoa còn để điều tra về vụ hỏa hoạn lớn tại phủ Lăng Vương năm xưa. Sự chân thực của Yến Tích khiến hoàng đế rất hài lòng, muội nói anh trai muội là người như thế nào. Anh trai ta rất kỳ lạ, anh ấy đối xử với tỷ không giống như với người khác, khác ở chỗ nào? Anh ấy thích nói chuyện với tỷ.